Dạ con kinh bạch uh, giác linh sư ông, kinh thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Chúng ta ngồi đây có cảm giác là chúng ta đang ngồi giữa gió xuân đúng vậy không ạ? À? Chúng ta mới được nghe bài tàu Khê, cảm giác như là nước cam lộ tình thị của Đức Quang Thế Âm vừa mới tưới xuống. Thành ra chúng ta ngồi đây cảm thấy rất là mát mẻ. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2023 là ngày thứ ba của khóa tu gia đình với chủ đề hạnh phúc của cha mẹ là gia tài của con tại tu viện vườn Ổn, làng mai thái lan hy vọng rằng là trong ba ngày qua đại chúng đã có được những giây phút nghỉ ngơi thảnh thơi và hạnh phúc bên nhau trong không khí rất yên tĩnh của tu viện cũng như là không khí ấm áp của gia đình tâm linh và huyết thống đại chúng có đủ hạnh phúc hay không à con nghe chưa có rõ à hình như không còn hơi yếu một chút à nghe lại một tiếng nữa à? tiếng thứ ba như cho con cái cảm hứng để nói à? mạnh hơn. Con nhớ là mới năm ngoái, làng Mai Thái Lan đã ăn mừng, xin lỗi, làng Mai Pháp đã ăn mừng làng Mai được tròn 40 tuổi. Và năm nay, làng Mai Thái Lan cũng đã ăn mừng đánh dấu tròn được 10 tuổi. Ừ. Xin đại chúng nở hoa cho làng Mai Thái Lan. Em bé đi sau Nhưng mà đi một cách rất vững chãi. Được 10 tuổi Và Tăng thân làng mai Ý thức rất rõ Vào tình thương cũng như sự yểm chờ Của đại chúng Tất cả các Phật tử xa gần khắp nơi Đã thương tưởng Yểm trợ cho thân thân làng mai Trong bốn hơn 40 năm qua. Và nhờ vào tình thương và sự yểm trợ đó, làng mai, quý thầy quý sư cô vẫn còn tồn tại cùng đồng hành với tất cả các việc tử trong giây phút này. Và với tình thương và sự yểm trợ đó, tăng thân làng mai không ngừng nỗ lực để tổ chức các khóa tu khắp nơi trên thế giới nhằm mục đích giúp giảm thiểu khổ đau cũng như giúp người chế tác bình an và hạnh phúc. Và nhờ vào những cái khóa tu này mà Tăng Thân Làng Mai đã học hỏi được rất nhiều từ những câu chuyện cá nhân, gia đình cũng như xã hội. Những câu chuyện rất thương tâm Và những cái câu chuyện đó Những khó khăn Những khổ đau Nó liên quan tới Vấn đề Uống rượu Liên quan đến vấn đề Làm dụng ma túy Liên quan đến vấn đề Làm dụng tình dục Liên quan tới vấn đề Đánh mất truyền thông Và Ăn uống không lành mạnh cũng như những vấn đề tương tự như thế đã được truyền trao truyền thừa xuống từ thế hệ này qua thế hệ khác trong hoàn cảnh xã hội của chúng ta ngày nay nhiều người chúng ta nhiều người trong chúng ta rất hoang mang và lo lắng là không biết là tương lai của mình sẽ về đâu và con cháu của mình sẽ như thế nào bởi vì đạo đức con người đang đi xuống một cách trầm trọng nếu chúng ta đưa một sinh mạng mới vào đời nếu chúng ta đặt một đứa trẻ vào một cái xã hội như chúng ta hiện nay mà không có một cái phương pháp nào để bảo vệ đứa trẻ đó thì đại chúng nghĩ đứa trẻ đó sinh mạng đó sẽ như thế nào có thể đứa trẻ đó sẽ bị trôi chảy theo dòng đời sẽ bị nghiện ngập sẽ bị lạm dục và sẽ có rất là nhiều khổ đau và đó là một căn bệnh của thời đại cuộc sống đương đại của chúng ta hàm chứa quá nhiều vấn đề ví dụ như là những chương trình tivi quảng cáo sách báo các mạng lưới xã hội đều tưới tầm những cái hạt giống khổ đau và thèm khác nơi tâm hồn của người trẻ cũng như người lớn chúng ta thấy có một cái sự trống vắng ở trong lòng và chúng ta tìm cách để khóa lắp những cái chống vắng đó mà tìm cách khóa lấp bằng cách nào bằng cách tiêu thụ bằng cách ăn uống bằng cách xem phim lướt mạng chuyện trò hút thuốc uống rượu làm dụng ma tí và thậm chí hơn chúng ta còn làm việc quá mức quá tải nữa để khỏa lấp đi cái trống vắng kia. Khi chúng ta nương vào những cái thứ này sẽ làm cho chúng ta thèm khát và không thoải mãn và chúng ta sẽ càng cảm thấy muốn tiêu thụ nhiều hơn nữa. Do đó trong cuộc sống chúng ta cần có một cái kim chỉ nam một chỉ đạo một nguyên tắc chỉ đạo nào đó mà chúng ta có thể phòng hộ cho chính mình chúng ta đang tìm cho ra những gì thật những gì lành những gì đẹp nhất có thể để chúng ta nương tựa đó là vì sao chúng ta có mặt tại khóa tu này khi đi đường chúng ta cũng phải tuân theo những cái luật lệ đi đường những cái luật lệ quy định nhất định để tránh gây ra tai nạn có phải như vậy không cũng như thế hơn hai nghìn năm trăm năm qua bục đã đưa ra những nguyên tắc chỉ đạo nhất định cho những người Phật tử tại gia để giúp họ sống một đời sống bình an, lành mạnh và hạnh phúc. Và những cái nguyên tắc này đã được ghi chép lại rất rõ trong kinh Người áo trắng mà chúng ta đã được nghe trong buổi thiền tập ngồi thiền tụng kinh tối hôm qua đó là nam giới quý báu và nam giới quý báu là nền tảng của sự thực tập chánh niệm chánh niệm giúp cho chúng ta ý thức được những gì đang xảy ra nơi thân thể nơi cảm thọ nơi tâm hồn cũng như là những cái gì xung quanh của chúng ta chánh niệm giúp bảo hộ cho chúng ta cho gia đình và cho xã hội chắc rằng sẽ mang lại an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và tương lai vì là đó cái buổi pháp thoại sáng nay con xin phép được chia sẻ về năm giới quý báu như là năm phương pháp thực tập chánh niệm và năm phương pháp thực tập chánh niệm sáng nay sẽ được trình bày với đại chúng theo một mô hình mới, một hình thức mới. Với chủ đề là thương yêu là gìn giữ là bảo hộ cho nhau. Đó là chủ đề của buổi pháp thoại về năm giới sáng nay. Đây là một sự đóng góp của sư ông Làng Mai nói riêng, cũng như của tăng thân Làng Mai nói chung về đạo đức ứng dụng toàn cầu. Chúng ta có thể xem sự thực tập năm giới như là phương pháp áp dụng cách sống đạo đức trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhằm mục đích giúp chúng ta chế tác được chất liệu, hiểu biết và thương yêu với chính mình, với người thương của mình cũng như là tất cả mọi loài xung quanh. Và chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa, trọn vẹn và hạnh phúc. Giới tướng của năm giới này nếu con nhớ không lầm được sư ông làng mai cũng như là tân thân làng mai chỉnh sửa lần đầu tiên tại làng Mai Pháp vào năm 1985. Và sau đó, một vài lần được chỉnh sửa lại để cho ngôn ngữ và vấn đề phù hợp hơn với thời đại và con người nhờ vào đó mà hôm nay chúng ta có được một cái bảng năm giới khá là đầy đủ và hoàn tất và bây giờ con xin mời tất cả toàn thể đại chúng mình mình sẽ đi thẳng vào từng giới một và khi chúng ta được nghe đọc từng giới một và chúng ta sẽ khai thác từng giới một phát triển từ giới một dựa trên những cái vấn đề những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải trong cuộc sống hiện tại. Bây giờ chúng thì, trước khi chúng ta đi thẳng vào giới thứ nhất, xin đại chúng trở về và lắng nghe một tiếng chuông. thứ nhất bảo vệ sự sống ý thức được những khổ đau do sự giết hại gây ra con nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ sự sống của mọi người mọi loài và môi trường sống con nguyện không giết hại không để kẻ khác giết hại và không tán thành bất cứ một hành động giết hại nào trên thế giới dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con thấy được rằng tất cả những bạo động do sợ hãi hận thù tham vọng và cuồng tín gây ra để bắt nguồn từ cách tư duy lượng nguyên và kỳ thị, con nguyện học hỏi thái độ cởi mở không kỳ thị, không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trên thế giới. Dạ kính thưa đại chúng, chúng ta thấy rõ ràng là cái giới tướng của giới thứ nhất rất rõ ràng và sư ông đã triển khai rất đầy đủ những cái vấn đề liên quan tới bảo vệ sự sống mà trong truyền thống rồi là không giết hại thế giới hiện tại đầy đủ bạo động có đầy dãy đầy giấy bạo động và hận thù phần lớn khổ đau phát sức từ những thứ này chúng ta nhìn thấy rõ hiện tại bây giờ chiến tranh có mặt rất là nhiều nơi Bông nguyên tử khoa học được chế tạo để làm vũ khí cho chiến tranh vấn đề ở đây không phải là bông nguyên tử hay là cái gì sự giết hại nó dựa trên cái sự sợ hãi lo lắng và hận thù trong tâm lý học Phật giáo tâm của chúng ta tạm chia sẻ để được chia gần 3 phần đó là tàn thức bạc Na thức và ý thức và ngày hôm nay con sẽ xin mượn cái uh, hình ảnh này để chia sẻ chút xíu về tàn thức thôi tại vì chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để chúng ta đi sâu vào um, uh, bạc Na thức cũng như ý thức để chúng nhìn thấy rõ trên hình ảnh của tàn thức của chúng ta đó là cái phần dưới trong cái phần dưới nó chứa đựng rất là nhiều những cái hạt giống những cái chủng tử trong con người của chúng ta trong đó có những cái hạt giống rất lành mạnh như là từ bi khỉ xả chánh niệm lòng xót thương thấu cảm vân vân và vân vân ngoài đó nó cũng có những cái hạt giống tiêu cực như là giận hờn, kỳ thị, bạo động, ganh ghét, vân vân và vân vân. Và những cái hạt giống này đã được trao truyền cho chúng ta từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ vô thủy cho tới bây giờ. Và nó tiếp tục, nó ở nằm sâu trong tàn thức của chúng ta. Thành ra khi mà nói tới cái vấn đề bạo động, vấn đề giết chóc chúng ta phải nói tới cái hạt giống giận, hạt giống kỳ thị, hạt giống sợ hãi và hạt giống bạo động trong con người của chúng ta. Vì mình giận, mình kỳ thị, mình sợ hãi mà nó trigger cái hạt giống bạo động ở trong con người của mình. Bạo động trong con người của mình. trước tiên chúng ta sẽ học cái cách làm thế nào để chúng ta có thể chăm sóc những cái hạt giống này phần hạt giống giận sợ hãi chút xíu là chúng ta đi qua những giới khác và chúng ta sẽ đi sâu hơn chúng ta sẽ thấy được cái giới này nó liên kết với những cái giới kia một cách mật thiết như thế nào bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái vấn đề cái cách thực tập bất bạo động trong con người của mình thực tập bất bạo động Trước tiên nó bắt đầu bằng nơi chính mình Bắt đầu bằng nơi chính mình Tại Mỹ cũng như là các nước Tây Phương Tinh thần gọi là activist Đi đi gì? Mấy người activist tiếng Việt gọi là gì? Những nhà hoạt động Những nhà hoạt động cho hòa bình Những nhà hoạt động cho nhân quyền rất nhiều bởi vì đất nước tự do mà freedom of speech tự do ừ, ngôn luận tự do nói năng họ có quyền họ đi và chỉ cái những người này khi mà họ đi kêu gọi cho hòa bình chính họ không có hòa bình bởi vì trong những con người của họ trong người của họ nó mang rất là nhiều sự giận sự bất công và chính những cái bất công đó nó cảm cảm làm cho cả họ cảm thấy giận dữ thành ra họ đi kêu gọi cho nhân quyền cho hòa bình mà chính cái hành động của họ có thể là họ có những cái thiện chí rất là đẹp à, rất hay nhưng mà cái cách của mình biểu lộ qua cái thiện chí của mình cái tư duy của mình đó, nó không được hòa bình cho lắm và khi nó không được hòa bình cho lắm thì cái ảnh hưởng nó sẽ không được bao nhiêu hết người ta sẽ không cảm nhận được thành ra ở làng sẽ ông dạy rất kỹ là khi mình thực tập bất bạo động bất bạo động trước tiên phải bắt nguồn bắt đầu bằng nơi chính mình bất bạo động trong con người của mình thân thể cũng như tâm hồn mình có những cái cảm thọ những cái cảm xúc mà nó không có hài hòa với nhau nếu để chúng để ý rất kỹ chúng ta sẽ có những cái cảm thọ lúc này như thế này lúc sau như thế kia và những cái cảm thọ những cái khái niệm ở trong con người của mình nó sẽ chống đối với nhau và chính những cái khái niệm khác nhau những cái cảm thọ khác nhau nó làm chiến tranh nơi nội tâm của chính mình có nghĩa là có lúc mình nghĩ là mình hiểu cái người này đó mình thương cái người này đó à, nhưng rồi một khoảnh khắc sau tự nhiên mình sẽ có một cái cảm xúc khác mình có một cái cảm nhận khác và chính những cái cảm xúc xung đột đó, đó nó tạo chiến tranh trong con người của mình thành ra tu tập là để trở về để làm hài hòa lại những cái cảm xúc những cái cảm thọ trong con người của mình khi xong vậy? là khi mình giận hay mình bất mãn một cái điều gì thì trước tiên mình không nói và mình ngưng làm những cái điều mà mình đang làm bất cứ là những cái điều gì đó mà mình đang làm nó có thể là tạo thêm độ vỡ mình chỉ cần trở về với hơi thở và mình chăm sóc mình trong giây phút đó để cho tâm hồn của mình được lắng yên trong mỗi người chúng ta Ai cũng có Cái hạt giống bạo động hết Phát nguyện đây cũng có Chút xíu nữa Phát nguyện sẽ chia sẻ những câu chuyện bạo động của chính mình Và mình đã thực tập như thế nào Để mình đi ra những cái Tình huống như thế Thành ra cái vấn đề những cái hạt giống tiêu cực Giận, sợ hãi, bạo động Rất bình thường Đó là một phần của con người Nhưng cái vấn đề là mình có biết chăm sóc nó hay không Bởi vì nếu mình không biết chăm sóc nó Thì nó sẽ chăm sóc lại chính mình Nó sẽ quản lý cuộc đời của mình Ví dụ như là Như Phong nguyện mới nói là Ai cũng có cái hạt giống bạo động trong con người của mình hết Và cái hạt giống bạo động đó Nó mạnh hay nó yếu như thế nào Tùy mức độ ở mỗi người Và tùy tì tình trạng của mỗi người Ví dụ, mình nói là mình nên ăn chay hay không ăn chay ăn chay không có nghĩa là mình không bạo động không đúng như vậy ăn chay chỉ giảm thiểu cái mức bạo động tới một mức nào đó tối thiểu mà thôi bởi vì thực vật cũng có cảm xúc có một bài hát hình như có một cái câu đất đá đã phải vô tri Rồi ừ. có một câu nữa ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau con rất thích mỗi lần mà con đi ven đường con thấy cái hoa mắc cỡ tại chúng có biết hoa mắc cỡ là hoa gì không à ừ. mà thi sĩ một thi sĩ gọi là hoa trinh nữ à. mỗi lần mà con thấy hoa mắc cỡ thì con hay ngồi xuống con chơi với nó Ừ. Mắc cỡ lưu lưu với nó Và Khi mình đụng tới nó Mình thấy nó cũng có cảm giác đó chứ phải không Nó cũng biết mắc cỡ Nó biết xếp lại đó phải không ừ. Ngày xưa vào Thời của Đức Phật đó, Khi Ngài còn tại thế đó, Thì quý thầy Quý sư cô Đi khắc thực Ai cho cái gì ăn cái đó Trong đó có đồ mặn à. Nhưng dĩ nhiên Đức Phật cũng như là tăng đoàn khi có cơ hội chia sẻ cho họ cũng nói hướng dẫn cho họ nên cúng dường đầu chay chay tỉnh nhưng mà dĩ nhiên mình thực tập tinh thần bình đẳng ai cho cái gì cũng ăn đó là thực tập hành kim cung thực tập cơ hội để tiếp xúc để đổ đời nhưng mà đức phật có dạy quý thầy quý sư cô Ngoài cái việc người ta cho cái gì mình ăn cái đó Nhưng mà nếu như mà chính mắt của mình thấy con vật đó bị giết Để dâng lên thức ăn cho mình Thì mình sẽ không nhận cái thức ăn đó Bởi vì mình biết rõ là vì mình mà con vật đã bị hại Thứ hai, nếu mình nghe được cái âm thanh cái tiếng kêu la của con vật đó nó bị giết hại thì mình cũng không nên ăn và điểm thứ ba nếu như mình có nghi ngờ cái sự giết chóc của con vật đó để cúng dường lên thành thức ăn cho mình thì mình cũng không nên nhận thực tập như vậy là để cho mình chế tác được cái lòng từ bi cái tình thương với con vật. Thật ra sự tập bất bạo động không ai thực tập hoàn hảo cả. Dù đó là ăn chay. Bởi vì khi chúng ta ăn chay rau quả nó cũng có những con sâu con này con nọ, những có có những cái di khoáng vật ở cái trong đó. Và khi mình luộc mình cũng có thể tổn thương tới nó. Nhưng mà cái sự tổn thương đó nhất mình không nghe được tiếng kêu cứu của nó và nó không làm tổn hại. Khi mà nói tới cái giới thứ nhất bảo vệ sự sống, có rất là người cho chúng ta có một tâm niệm rất thiện lành và rất là yêu quý những cái giới này. Nhưng mà một cái điều quan tâm với họ đó là con chưa chuẩn bị và con chưa sẵn sàng ăn chay được. Khi rồi trong cái chuyến hoàng pháp ở Việt Nam thì có một cái buổi uh, sinh hoạt tại trường uh, đại học ở Sài Gòn. Thì uh, con có gặp một em sinh viên ở trường đại học. Thì sau cái buổi chia sẻ thì em có tới gặp con. Thì em hỏi rằng, thầy à, con chỉ có một câu hỏi thầy. Xin thầy trả lời dùm cho con. Tu học theo đạo Phật có nhất thiết, có cần thiết phải ăn chay hay không? và khi nhìn vào cháu thì con biết là vấn đề là cái gì rồi thì con mới nói là không nhất thiết phải ăn chay con ạ à. nếu mình ăn chay được là một cái điều tốt điều quý còn nếu mình chưa sẵn sàng thì không sao cả mới vừa nói cái câu đó cháu khóc một cái ùa xuống. hình như hôm nay là có được một cái lối thoát à nay mình mang một cái ý niệm bắt buộc mình phải ăn chay thành ra mình chưa sẵn sàng để thực tập nó trở thành một cái điều gọi là ngăn cản mình mà chỉ có nói chia sẻ như vậy thôi thì tự nhiên cháu ùa khóc mình ăn chay lý do tại sao mình ăn chay có nhiều người có rất là nhiều sự quan tâm về vấn đề ăn chay họ nghĩ rằng là ăn chay có thể không đầy đủ, không có nhu yếu, họ có cái nhu yếu dinh dưỡng, cứ nghĩ rằng là ăn chay không có điều đầy đủ chất dinh dưỡng. Đây là một cái điều quan tâm của lớn của con trước khi con đi tu. Thành thật mà nói với đại chúng, ngày xưa trước con con đi tu, đây là một trong những điều gọi là challenge khi đi tu. Ngày xưa trước khi đi tu cũng thích thích ăn đồ biển lắm không biết là mình riêng rằng là mình biết là mình có một cái lý tưởng mình muốn đi tu mình sống một cuộc đời đẹp như vậy ừ. nhưng mà không biết mình có sẵn sàng để mình ăn chay hay không nhưng mà biết đại chúng biết con làm gì không con nói thôi bây giờ mình cho mình thử ba tháng thử rồi mình về chùa mình về làm mình ở thử 3 tháng. Nếu sau 3 tháng mà mình có thể sống còn được, mình ăn được, thì có nghĩa là mình hợp với cuộc đời tu này. Mình có duyên với con đường này. Mà nếu như là 3, sau 3 tháng là mình thấy mình vẫn còn nhớ tới thịt cá, mình chơi xe ấy, thì có nghĩa là mình không thích hợp với cái truyền thống này, hay là con đường này. Mà thật sự may mắn, sau hai ba ngày, thì tự nhiên là mình cảm thấy ôi sao ăn chay mà ngon như thế này thành tất cả mọi thứ nó đều nằm trong cái ý niệm của mình hết trong khái niệm của mình hết tại mình đã quen với những cái món những cái hương vị có đồ mặn rồi Giờ mình nghĩ rằng ăn chay thì chỉ có đậu hũ có lạc thôi đậu lạc thôi à, có rau có đồ này kia thôi chán chết ừ, bao nhiêu thứ khác nhưng mà thế cái đại chúng ăn chay thời nay rất là phong phú còn, con may mắn là con có những người trong gia đình rất là yếm chợ Và có những người biết ăn chay Nhưng có những người vẫn chưa sẵn sàng Vẫn chưa sẵn sàng Và mỗi lần con về con thăm nhà đó Thì cái cách mà con cố vấn chị con đó, Chia sẻ với các chị của con đó, Con nói cứ để mọi thứ nó diễn ra bình thường Ai ăn chay được thì để người đó ăn chay Ai ăn mặn thì cứ để ăn mặn Chị con làm nội chợ ở nhà nấu ăn Hai mâm khác nhau Một mâm mặn và một ăn chay nó chỉ có thể nấu măng mặn Nhưng mà chị làm sao nấu những cái món ăn chay cho vô cùng ngon ừ. làm như thế nào mà ăn chay họ cũng cảm thấy ngon như ăn mặn. Nó trong đúng không bao nhiêu thời gian rồi tự nhiên nó ăn chay cũng không ngờ là mình đang ăn ăn chay, nó tưởng là mình ăn mặn. Rồi từ 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 chính họ thay đổi và họ tự ấy tự thay đổi mình không cần phải thay đổi mình phải bắt buộc ai hết mình chỉ sống theo cái cách sống của mình và cách sống của mình để làm một cái nguồn cảm hứng cho người khác thì đây là cái vấn đề cái sự khéo léo của mình à thành ra các vị mà mình về đây mình tu học á mà mình thấy là mình ăn chay ngon rồi mình về mình phải bắt bố mẹ mình phải nấu như vậy hay mình bắt người kia phải ăn như vậy không nên làm như thế tại vì mình càng làm như vậy mình đưa họ vào gọi là đối lại với mình cái như mình mình cứ bình thường và mình nói là mình ăn chay không có đủ chất dinh dưỡng thì đó là những đề cần phải nhìn lại thời buổi bây giờ có rất nhiều tin tức trên mạng cũng như sách vở chúng ta có tìm học hỏi theo có những cái thực vật mà có thể cung cấp cho mình không thiếu về những chất dinh dưỡng như những chất à, à, thu vật và nếu như chúng ta cảm thấy hoang mang về vấn đề đó chúng ta cũng có thể là uh, uống thêm những cái supplement à, nếu cần thiết và khi mà mình ăn những cái đồ ăn mặn nhiều tại sao quý thầy quý cô những người tu học chọn để mình ăn chay bởi vì khi mình ăn chay đó những cái đồ thực vật đó, nó làm cho cái cơ thể của mình nhẹ hơn và cái đường ruột cái đường tiêu hóa của mình đó, nó tiêu hóa nhanh và tốt hơn thì những cái buổi công phu những cái buổi ngồi thiền đó, thân thể mình cũng như tâm hồn của mình nó cảm thấy nhẹ hơn à, ngoài cái vấn đề chế tác từ bi khi mà mình ăn thịt ăn cá nhiều đó, mình cũng vô tình mình ăn luôn những cái thú tính trong con người những cái thú đó. Ví dụ như ở bên Mỹ, họ bán những cái tiệm McDonald, những cái tiệm hamburger, à, Burger King. Những họ dùng tàn là những cái thịt bò, gọi là thịt bò công nghiệp không? Và trong những cái con bò công nghiệp đó, có những con gọi là mad cows, những con bò điên. Tại vì nó cứ bị nuôi, nếu bị cho ăn, xích ở trong chuồng, cho ăn miếc như vậy. Lúc nó đứng một chỗ, nó cũng bực bội nó cũng có tâm hành và nó trở thành điên đó là gọi bò điên và khi một con bò điên đó, mà mình ăn thịt nó mình cũng bình hưởng mình cũng ăn những cái chất liệu đó vô cho con người của mình và khi mà mình ăn thịt ăn cá nhiều đó nó cũng tăng lên cái sự thèm khát khác ở trong con người của mình chúng ta chút nữa chúng ta sẽ đi nói thêm về vấn đề đó Pháp nguyện nhớ là rất rõ khi mà ông ngoại của phát nguyện qua đời đó là lúc đó phát nguyện mới có 10 tuổi thôi ba gia đình xin lỗi ba thế hệ ở cùng chung một gia đình thì lúc đó con mới có 10 tuổi con chưa có hiểu rõ gì cho lắm nhưng con nhớ rất rõ cái hình ảnh cái ngày gần cuối khi ông ngoại mất ông ngoại mẹ vô lau chùi lau mình cho ông ngoại thì hôm đó thì ông ngoại có dạy mẹ con à Cả đời của ba Ba chưa bao giờ biết một ngày ăn chay hết Nếu hôm nay ba có đi Từ đây trở đi Con nhớ cúng chay cho ba Cái câu đó nó nằm Mới có một đứa bé 10 tuổi thôi Mà nó nằm mãi Trong đầu của con Và tới ngày hôm nay mà con thấy mình đi tu được mình ăn chay được và mình hơn nữa là mình ăn chay mình có hạnh phúc thế rất rõ là ông ngoại vẫn còn tiếp tục đang sống ở trong mình thành ra mình ăn chay không phải là mình ăn chay để mình ăn cho mình mình ăn chay cho những người chưa có cơ hội để ăn có nghĩa là mình đang nuôi ông bà tổ tiên của mình và mình đang mở đường cho con cháu của mình cùng đi lên không nhằm mục đích là ăn chay để nuôi dưỡng hạt giống từ bi mà thôi. Bởi vì tại sao mình nuôi dưỡng hạt giống từ bi? Mình thấy rõ là mình rất tôn trọng cái sự sống. Mình thấy cái sự sống quá quý giá. Một con kiến, một con trùng nó cũng muốn được sống. Đừng nói chi là con tôm, con cá. Cách đây một tuần con có đọc một tờ báo ở bên mỹ một tiểu bang men ở nó nằm ở miền uh, east coast east coast là là đông bắc của nước mỹ và cái tiểu bang này rất là uh, được biết tới là tiểu bang của những cái con lobster lobster là những con tôm hùm uh, và trong cái câu chuyện trong cái tờ báo này có một cô bé lúc còn nhỏ uh, Lúc còn nhỏ thì cô bé rất là thương tôm hùm Có được cái đồng nào Cha mẹ cho được đồng nào Ai cho được đồng nào Thì cô bé điền dùng cái tiền đó Để mua những con tôm hùm Để đi xuống biển thả Nhưng mà sau khi lớn lên rồi đó Có thể bị ảnh hưởng bởi tâm thức cộng đồng Sống trong cái tiểu bang đó Đâu đâu cũng bán tôm hùm hết Thì cô ta Mới kinh doanh nhà hàng và trong đó có bón bán những món tôm hùm và khi mà cô bán những cái món tôm hùm khi mà cô nấu những cái món tôm, con tôm đó lên cô thấy rất rõ ràng là nó đang kêu cứu nó đang dễ dùa nó đang khổ đau nó đang đau đớn và chính khi mà thấy được đó tự nhiên nó làm tổn hại tới cái tính, cái lòng tự bi của cô và cô nhớ lại những cái khoảnh khắc ngày xưa còn nhỏ mình đã từng dùng dành dụng tiền để mình mua nó mình thả nó mà bây giờ mình lại làm như thế này thì cô mới có một cái chiến lược như thế này cô cũng nghiên cứu rồi cô tìm thấy à trong cái chất gọi là cần sa đó nó có thể làm cho người ta phấn khởi đó là cái chất đó nó làm cho người ta giảm đau à, người ta quên đi và cô lấy cái chất cần sa đó cô ấy cho mấy cái con tôm hùm này trước khi cô luộc nó và cô thử nghiệm rồi sau khi bỏ cái chất đó vô 15 phút sau thì con nào con nấy buông thư toàn thân có những cái thí nghiệm mà vô cùng thích thú hả cô mới, cô mới, mới có nghĩ rằng a à, mình cũng có thể làm ăn cái kiểu này mà mình không có tổn hại tới ít nhất mình giết nó nhưng mình không giết trong đau khổ của nó gọi là mình gây mê đó rồi xong rồi cô phát hiện ra một điều khác nữa đó là cái cửa gọi là valerian root À, nó là tiếng việt gọi là nữ lang rễ nữ lang à, một cái rễ cục thực vật dùng cái rễ đó cũng làm sedated làm cho cái con nó nó ấy thì nói trở lại cái câu chuyện có ngụ ý rằng là người ta ăn chay người ta không giết hại cách này hay cách khác thì cũng là nhằm mục đích để nuôi dưỡng cái lòng từ bi trong con người của mình. Một con người có từ bi một con người có hạnh phúc là con người có dồi dào hạnh phúc, có dồi dào sức sống. Bây giờ chúng ta đi qua cái giới thứ hai, đó là hạnh phúc chân thật. Giới thứ hai, hạnh phúc chân thật. Ý thức được những khổ đau do lường gạt trộm cướp, áp bức và bất công xã hội gây ra. Có nguyện thực tập chia sẻ thời giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ thiếu thốn. Trên cả ba phương diện, tư duy, nói năng và hành động trong đời sống hàng ngày. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy được hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con. Con biết hạnh phúc chân thật không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Trong khi đó, đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Còn ý thức được hạnh phúc chân thật phát sinh từ cách nhìn của con, mà không phải từ bên ngoài đem tới. Thực tập truy túc giúp con sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại, để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đang có. Con nguyện thực tập tránh mạng, để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi người, mọi loài, bảo hộ được trái đất và chấm dứt những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu bất thường. Dạ, kính thưa đại chúng, đây là giới tướng của giới thứ hai, đó là hạnh phúc chân thật. Cách của mình sống như thế nào để mình ý thức được rằng là cái khổ đau do sự lường gạt, trộm cớp, áp bức và bất công của xã hội gây ra mình nguyện, mình sẽ không thực tập theo những cái hướng đó. Bây giờ chúng ta sẽ khai thác như thế nào để sống có hạnh phúc chân thật. Trước tiên, phần nhiều trong chúng ta, chúng ta bị vướng vào cái khái niệm hạnh phúc, ý niệm hạnh phúc. Ý niệm của hạnh phúc của tôi như thế này: nếu tôi có được những cái điều này, nếu tôi có được những cái điều kia, thì tôi sẽ có hạnh phúc. Nếu như tôi không có cái này, nếu như tôi không có cái kia, thì tôi sẽ không hạnh phúc. Và chính vì chúng ta mang những cái ý niệm đó trong con người chúng ta chột chặt đó, chúng ta giam hãm mình trong đó. Và khi chúng ta không thỏa mãn được cái ý niệm đó, thì chúng ta đau khổ. Trong khi đó, cuộc sống đang hiện ra một cách rất là hiện thực. Hạnh phúc, Phật dạy mình, Bụt dạy mình, chỉ có thể tìm được hạnh phúc đã có sẵn trong con người của chúng ta. Không phải là những cái gì mà chúng ta đi tìm ở ngoài, dù rằng là vật chất Hay làm cái gì đó Từ những nơi người khác Hay là từ những cái nguồn gốc nào đó Hạnh phúc rất dễ dàng Bạn chỉ cần trở về với giây phút hiện tại Ý thức được những gì mình đang có Thở một hơi thở có chánh niệm Ý thức được rằng Mình vẫn còn khỏe Người thương vẫn còn có mặt cho mình Thì đó là một điều kiện hạnh phúc rồi Tại sao phải chạy theo những cái điều kiện hạnh phúc khác? Chính vì mình chạy theo những cái điều kiện hạnh phúc khác, mình đánh mất đi cái sự sống trong phút giây hiện tại. Thành ra cái điều quan trọng ý thức là mình phải ý thức được cái ý niệm của hạnh phúc của mình là mình đang đặt nó lên cái chỗ nào? Mình có đang đặt nó đúng hướng, đúng chỗ hay không? Mình đi tìm hạnh phúc ở những nơi ngũ dục, những nơi vật chất. Ví dụ như là trong khóa tu doanh nhân từng trước Kỳ trước con có chia sẻ với các doanh nhân Nó có cái sự khác biệt giữa cái cần và cái muốn Mình cần thì rất ít Nhưng mà mình muốn thì rất nhiều Có đúng như vậy không? Ừ. Có thể mình chỉ cần một vài đôi giày thôi Nhưng mà mình muốn cả hàng trăm đôi giày lắm Thành ra mình có nhìn kỹ lại coi là Mình có những cái nhu cầu gì và mình không có những cái nhu cầu nào. Sư ông làng mai dạy, mình thử mình về, mình ghi xuống những cái danh sách, những cái gì mình đang, đang có, tư hữu. Mình coi những cái danh sách nào là những cái gì mình cần và những cái gì mình muốn ở trong đó, hay những cái gì mình không cần. Và những cái gì mình có cái khả năng mình có thể buông bỏ được. Có những lúc mình nghĩ những cái thứ mình muốn đó, nó đem lại hạnh phúc cho mình. Nhưng có thể là không phải. Nó có thể là những cái con bò nó chối mình. Để mình cảm được cái hạnh phúc. À, thì mình ghi lại. Mà khi mình ghi lại xong rồi mình phải đặt câu hỏi là mình có cái khả năng để mình buông bỏ nó hay không? Đó là một cái vấn đề. Để có được cái khả năng buông bỏ, đòi hỏi cái sự thực tập. Nhìn sâu, thấy được những cái gì mà mình đang có, mình đang chiếm hữu có thể là nó dựa trên những cái khổ đau của những người khác. Đây là vấn đề các cô, các chú, các anh, các chị nhìn lại. Khi chúng ta tiêu thụ, chúng ta mua sắm, có nghĩa là chúng ta cũng đóng góp vào một cái phần làm khổ đau cho người khác. Và nó cũng có thể liên quan tới cái giới thứ nhất là giết hại. Bởi vì những cái đồn người mà tạo ra những cái đó, đó có thể là những cái đồ, ví dụ như mình mua những cái đồ xa xí phẩm Có thể hay là những cái đồ mình dùng bình thường Nó làm từ những cái đứa thứ ba Những cái đứa thứ ba là sao? bóc lột những cái labor Những cái lao động của những người nghèo Những đứa trẻ con, vân vân và vân vân Mình thấy rẻ, mình thấy đẹp, mình ham muốn Mình cũng vô tình, mình đóng góp vào cái phần đó Và mình thấy rất rõ là giữa hai cái giới này nó dính liền rất là với nhau điểm thứ ba là khi mà mình thực thấy hạnh phúc chân thật đó mình nguyện mình sống một cái con đường bớt tiêu thụ mình nuôi dưỡng cái chất liệu công bằng và liêm khiết trong tâm hồn của mình mình không thể nào mà thấy mình bốc lộ cái sự khổ đau nơi một cái người khác được đó là những cái người mà không tu còn mình là những người biết tu à mình phải thấy được những cái điều đó và khi mà chúng ta thấy được những cái điều đó thì chúng ta thấy là mình thực tập, chi túc, mình sống đơn giản này Có thể là cái mình cần thì rất ít, cái mình muốn thì rất nhiều. Bây giờ trở đây làm sao như thế nào trở lại? Mình thiết lập cái cuộc sống hàng ngày của mình. Mình bớt tiêu thụ lại chút, chứ dùng những thứ mình cần mà thôi. Sống đơn giản một chút. Khi mình, ví dụ như mình muốn nhiều đồ thì sao? mình muốn mua nhiều thứ, mình muốn nhà cao, cửa rộng, mình muốn xe hơi thì mình phải làm gì? Mình phải đi làm, mình phải cách làm làm rất là nhiều. Yeah. và khi mình làm nhiều mình đánh đổi cái thời gian, mình đánh đổi cái sức khỏe của mình. Mm. Mình đánh đổi cái thời gian, sức khỏe cũng như mình đánh đổi cái hy sinh những người thương của mình. À. Yeah. Là mình thấy nó có đáng hay không. Và khi mà nếu như mình làm bớt lại mình nói là ok, bây giờ kiểu như là mình compromise Tôi có thể sống đơn giản lại Tôi có thể sống ít lại Ví dụ như quý thầy quý sư cô ở đây à, Ở Thái Lan này Mỗi thầy quý sư cô mỗi tháng chỉ được có 500 baht thôi Đó là tiền hàng tháng Để mua thêm kẹo bánh chút quà chút 500 baht là khoảng bao nhiêu hả? 15 đô Nhưng mà điều đó không ngăn cản quý thầy quý sư cô có hạnh phúc Có hạnh phúc Thành ra buộc dạy Người biết sống đơn giản, người biết đủ là người giàu có nhất ở trên đời. Bởi vì nếu chúng ta không biết đủ, có nghĩa là chúng ta sẽ chạy. Rồi chúng ta sẽ chạy bởi vì sao? Bởi vì cái lòng tham nó đẩy mình. Cái lòng tham nó đẩy mình. Là lòng tham mình biết nó là vô đáy. Một cái thỏa mãn, một cái ước muốn này được thành tựu thì chắc chắn một cái ước muốn khác nó sẽ được phát sinh. Và mình sẽ cứ, cứ chạy từ một cái ước muốn này tới một cái ước muốn khác. Một cái người hạnh phúc thật sự đó là cái người biết dừng và cảm nhận được giữa một cái niệm này với một cái niệm khác. Giữa hai cái niệm, có nghĩa là một cái niệm vừa chấm dứt cái niệm muốn này và cái muốn kia nổi nổi lên giữa hai cái niệm đó hai cái muốn đó cái khoảng trống ngay chính giữa đó là cái khoảnh khắc gọi là vô mong cầu. Không mong cầu gì hết. Mà nếu cái người sống được, duy trì được cái khoảnh khắc đó, là một con người tỉnh thức. Làm sao mình có thể đối trị với cái lòng tham của mình? Hôm trước, Pháp Nguyện có chia sẻ với một sư em. Đối với Pháp Nguyện, thực tập năm giới càng ngày mình khám phá ra rất là nhiều thứ không chỉ là năm giới mà tất cả các giới luật mình khám phá càng thực tập mình thấy nó càng ngày nó càng sâu sắc. đó là tại sao trong giới luật của quý thầy quý sư cô à, thực tập dạy là giới luật như biển cả như châu báu ai cũng muốn tìm cầu không mỏi mệt. và phát nguyện khi mà thực tập mình thấy rõ ràng à những cái năm phương pháp thực tập chánh niệm này nó là những cái phương pháp thực tập để cho mình đối trị với cái lòng tham, lòng sân và lòng si của mình. Tham sân si trong con người của mình. Vì giới thứ nhất giết hại là bởi vì mình có sân hận trong con người của mình. Hận thù của mình. Nhưng mà hận thù của mình nó bắt nguồn bằng từ cái gì? Bằng từ cái si mê của mình. Si là cái gì? Si là cái nghĩa là mình có một cái thấy phân biệt. Một cái thấy kỳ thị đó không phải là chánh kiến không phải là chánh tư duy và cái giới thứ hai này cũng vậy cũng nói rất là sâu sắc tới cái vấn đề cái lòng tham của mình thì làm sao như thế nào để mình đối trị lại với những cái ham muốn trong công của người của mình cách tiêu thụ của mình là cái cách mình thực tập sang sẻ vật chất tình thương và thời giờ của mình với những người kém may mắn hơn mình đó là cái cách mình thực tập đối trị, đó là cái hành thực tập bố thí. Trong vấn đề bố thí, trước tiên đó là trong sáu cái sự tập bát nhã ba la mật. Đầu tiên đó gọi là tài thí, tài thí, tài thí. Có những người nói rằng là chỉ có những người giàu mới có thể làm việc thiện mà thôi, mới có thể cúng dường mà thôi. Đại chúng nghĩ cái câu này có đúng hay không à? Ừ, hoàn toàn chính xác Thật ra không phải chỉ có người giàu Mới có cái khả năng Cúng dường Mới bố thí đâu Nhưng mà thật sự ngược lại Người giàu Đôi khi rất khó để thực tập bố thí Bởi vì sao? Pháp Nguyện đã gặp rất nhiều Doanh nhân, nhà giàu Họ có rất là nhiều nỗi khổ niềm đau người nghèo có cái khổ của người nghèo người giàu có cái khổ của người giàu cái khổ của người giàu á là họ không có hạnh phúc cuộc sống của họ nó rối hết gia đình của họ bị chia rẽ ly hôn con cái không có ấy tại vì họ rất là bận rộn với cái việc mưu sinh, à, lo cho doanh nghiệp của họ. Muốn có hạnh phúc, sẽ ông giải? Mình phải có bình an. Bình an là chất liệu của hạnh phúc. Nếu như bạn không có bình an, đố bạn có hạnh phúc? Cái hạnh phúc của bạn có, có thể là nó không phải là hạnh phúc đích thực. Mà bình an nếu muốn có bình an, thì phải có sự hiểu biết và thương yêu. Đó là chất liệu, đó là nền tảng nó đi một cái dây chuyền vậy. Hạnh phúc không thể nào có được Nếu như bạn không có bình an Mà nếu như bình an Không thể nào có được Nếu như bạn không có cái chất liệu Có sự hiểu biết và thương yêu ở trong đó Đó là, là nền tảng Bây giờ nói tới trở lại cái vấn đề tài thí Người ta có tiền, người ta có thể cúng dường, Người ta tặng Cho những cái tài thí Những cái vật chất À, giúp người ta, bớt khổ, người ta đói ăn, đói mặc, mình thấy thương, mình chạnh lòng, mình cho. À. Nhưng mà cái cho đó nó chỉ là cái vấn đề soi dịu ở bên ngoài thôi, không ấy được ở trong. ở bên tây phương họ có một cái câu là teach them how to fish, gather than give them a fish. dạy cho họ câu cá, đừng cho họ con cá có nghĩa là dạy họ cái cách làm, cái cách sống để họ tự chế tác tìm cái thức ăn đó cho họ chứ không chỉ cho đơn thuần cái đem đó cho họ cái miếng thức ăn đó. Tại vì ăn xong rồi, rồi tiếp tục lại đói, không biết làm. Thì tài thí có nhiều vật để tài thí có thể cho chúng ta có thể không có tiền nhưng ta chúng ta có thể cúng dường những cái phương tiện khác, một nụ cười quả thật là vô giá đúng không? Ở đây quý thầy quý sư cô đâu có tiền đâu mà cho, phải không? 500 bát mà làm gì có để cho đủ mà cho ai? Ừ. Nhưng quý thầy quý sư cô có đầy đủ nụ cười, có đầy đủ tình thương. và quý vị về đây quý vị cảm được cái điều đó, nhận được cái điều đó. Và quý vị cảm thấy hạnh phúc, có đúng như vậy không? À. Thì khi mà chúng ta không có tiền thì chúng ta sẽ cho bằng những cái phương tiện khác. Cho tiền thì dễ đó. Nhưng mà cho nụ cười, cho tình thương khó lắm. Phải đòi hỏi mình có mình mới cho được. Mình phải chế tác được mình mới cho. Và khi mình có mình cho, đó là một cái gì nó quý giá hơn. Điểm thứ hai đó là pháp thí. Pháp thí là cái nghĩa là mình hướng dẫn người ta tu học để người ta đi ra khỏi những cái khó khăn của họ, những cái khổ đau của họ và họ có được ném được những cái hạnh phúc. À. Và cái điểm thứ ba đó là vô ý thí, có nghĩa là mình ban tặng, mình hiến tặng cái sự bình an của mình, cái sự không sợ hãi của mình. Nếu một con người có bình an, mình có thể giúp được những cái người hoạn nạn rất là nhiều. Đặc biệt là những người đang bệnh, những người đang hấp hối. Hôm trước Phan Nguyện về ở bệnh viện ở Hà Nội, Phan Nguyện có chia sẻ với một bác sĩ, bác sĩ Thủy đang có mặt ở đây. Bác sĩ Thủy có hỏi Pháp Nguyện là làm thế nào để mình có thể hiến tặng cái sự không sợ hãi, cái sự bình an cho mình tới những cái người đang hấp hối. Pháp Nguyện nói dễ lắm. Trước tiên nó bằng sự thực tập của chính mình trước. Mình phải có bình an, mình có an thì mình mới cho được cái thứ đó. Và khi mình mình ngồi kế bên cạnh cái người bệnh, cái người thương, mình chỉ cần nắm tay họ, và cái năng lượng bình an của mình nó sẽ tỏ nó đi vào con người đó, và mình chỉ cần có chia sẻ vài điều nhắn nhủ khuyến khích những người đó thì tự nhiên họ sẽ cảm thấy yên, thấy yên. Một cái người mà cái tâm vẫn còn lao sao vẫn còn lo sợ đó khi mà tới gần một cái người bệnh á, đặc biệt các cái người hấp hối á, kính thưa đại chúng cái những cái người mà hấp hối á cái tâm trí của họ kia nếu mà họ đủ minh mẫn á, họ hoàn toàn vô cùng vô cùng gọi là very very sensitive họ rất là nhạy cảm họ cảm nhận được cái tình cái cái năng lượng của người đó như thế nào cái năng lượng của người đó đang khó chịu đang bực bội đang khó ấy hay là cái năng lượng của người đó mang đầy bình an và tình thương họ cảm được một cái người có cái năng lượng tình thương có cái năng lượng an bình đó, đó là những cái gì họ rất cần trong những cái điểm đó đó là tại sao mà mấy thầy, quý sư cô, các ông cha khi mà hay thường đi vào những cái nhà tù hay là những cái bệnh viện để chăm sóc, để có mặt cho những vị đó. Xin mời đại chúng cần lắng nghe giới thứ ba, đó là tình thương đích thực. Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, công nguyện thực tập theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình và xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau. Những liên hệ tình dục cho sự thèm khát gây nên luôn mang tới những hệ lụy và đổ vỡ cho con và cho người khác. Con nguyện không ăn nằm với bất cứ ai nếu không có tình yêu, đích thực và những cam kết chính thức lâu dài. Con sẽ làm mọi cách để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tài dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật thân tâm nhất như và nguyện nuôi lớn các đức từ bi, hỷ và xả, tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực, làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con biết thực tập tứ vô lượng tâm, con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong tương lai. Kính thưa đại chúng, giới thứ ba, tình thương đích thực cũng có liên quan rất mật thiết tới cái tâm tham của mình đó là đối trị cái lòng tham trong con người của mình tham đây là tham gì à? tham sắc dục à, thì làm sao như thế nào để mình thực tập để mình có thể là giảm thiểu giảm bớt hay lìa ra cái lòng tham đó trước tiên mình thực tập với cái giới này tập như thế nào để nó giúp mình bảo hộ cái tính cách tự do và thảnh thơi trong con người của mình trong bao nhiêu năm qua quý thầy quý sư cô đã gặp cũng như là cho tham vấn rất là nhiều người nhiều gia đình bị vướng vào cái giới này rất là nhiều đặc biệt là đời sống lôi đứa những cuộc hôn nhân những gia đình bị đổ vỡ cũng bởi vì không biết gìn giữ cái giới này khi mà mình không truyền thông được với người thương của mình, với chồng của mình, với vợ của mình. Mình cảm thấy có một cái sự khoảng cách, có cái sự không hiểu nhau. Đó là cái gì? Mình sẽ cảm thấy nó có một cái sự chống vắng, cái sự cô đơn trong con người của mình. Mình ở với nhau biết bao nhiêu lâu. Lúc đầu thì cơm canh, cơm ngon, canh ngọt, không có vấn đề gì hết. Nhưng từ từ qua thời gian, tự nhiên mọi thứ nó sẽ lạnh, tanh lại. Và từ từ mình không có truyền thông được. Và khi mà mình không truyền thông được, mình sẽ cảm thấy có những cái sự trống vắng ở trong lòng. Những cái cảm nhận cô đơn ở trong lòng. Mình cảm thấy người này không hiểu mình đúng. Và khi mình cảm thấy cô đơn chóng vắng trong lòng Thì đây là cái tâm thức của con người rất là rất là bình thường với con người Có một cái nhu yếu hướng ngoại reach out Để con tìm một cái gì đó Nó khỏa lắp cái sự chóng vắng, cái sự cô đơn trong con người của mình Có thể là vợ mình, chồng mình ở nhà không đáp ứng được cái điều đó cho mình Mình gặp một cái người khác Có thể đáp ứng Cái người đó nói chuyện có thể là nhỏ nhẹ hơn Dễ thương hơn ấu yếm hơn vân vân người đó có thể biết lắng nghe mình hơn khỏa lấp cái điểm đó thì chính bắt đầu đó những cái điểm đó thành ra mình tu học để bảo thì mình làm sao mình phải biết trở về mình chăm sóc những cái hạt giống cô đơn chống vắng trong con người của mình khi nó đi lên chánh niệm giúp ta nhận diện được những điều đó con đi tu bao nhiêu năm những lúc có những cái khoảnh khắc, cái chóng vắng nó cũng đi lên trong con người của mình. Nhưng cái may mắn của mình là mình nhận diện được và mình không để nó kéo mình đi. Và đó lúc mình nhận diện được cái may mắn mình sống ở chung chúng, mình có huynh có để. Mình ngồi chơi, mình sang sẻ. Chỉ cần sự có mặt của người khác, tự nhiên nó giúp cho mình, cái tâm của mình nó yên lại. Và cho qua cái sự thực tập này đó Mình nhìn thấy rất là rõ Vì sao mà mình có những cái cô đơn chóng vắng ở Trong người của mình thỉnh thoảng nó đi lên Ngộ vi cả Bình bình an an mọi thứ Một ngày 24 tiếng đồng hồ có thể là 23 tiếng à, 50 phút, 55 phút Nó không có vấn đề gì hết Nhưng mà trong cái khoảng khắc 1-2 phút đó Nó lại nổi lên Mình phải tìm hiểu cho ra từ sao nó cái hạt giống nó cái năng lượng nó đi lên của mình phải nhìn sâu đi các mà chính con trong một thời gian gần qua mình tìm hiểu mình nhìn sâu mình thấy rõ ràng là mình có cái hạt giống này cái năng lượng này từ ba mình, ông nội mình truyền xuống cho mình. Ngày xưa ông nội có những cái chuyện cái hạt giống đó, ba có hạt giống đó. Mẹ ngày xưa cũng rất khổ bởi vì ba có những đêm rất là gọi là sao? phòng trống nằm đó chờ ông về trong khi mang thai mình những cái chóng vắng những cái cô đơn và những cái đó nó đi đi vào cái tâm thức của người mẹ và vô tình nó cũng đi vô một đứa con mình thấy một cái chuỗi nó đi như vậy cái đó gọi là cái gì kế thừa cảm xúc mình kế thừa những cái di sản đó những cái hạt giống đó Thành ra cái tài sản mà mình để lại không phải là tài sản vật chất không đâu. Nói còn nó nhiều thứ lắm. À, một cái tài sản, một cái khối khổ đau mà mình có thể truyền xuống cho con cháu mình. Chút xíu chúng ta sẽ phải đi qua. Thì vấn đề cái sự tu học đó làm sao phải làm nhân diện với những cái này. Và thường thường đó, mình có những cái khuynh hướng là khi mà mình có những cái năng lượng, những cái đó, mình mình dồn ép, mình hay đè nén nó xuống. Nhưng cái gì cũng vậy, mình biết mình đè nén Hay mình đè nó xuống Nó chỉ tới một cái lúc nào đó thôi Một cái lúc nào đó mà mình không có cái sự nhận diện Thực tập mà mình Hiểu được mà Mình đi ra, mình chuyển hóa nó được Thì nó sẽ nổ Nó sẽ nổ tung à, Nó sẽ nổ tung Thành ra để bảo hộ được cái tính giác tự do của mình Trước tiên, mình phải nhận diện ra được Những cái điều này Và mình phải có mặt mình thực tập với nó khi những cái này nó lên mình phải truyền thông, mình phải nói chuyện với bạn đời của mình. Nếu mình nói không được, mình tìm những người thân, những người thương của mình, những người bạn của mình, mình có mặt, mình chơi với họ. Đừng cho cái cơ hội khoảnh khắc trong vắng vắng trong mình nó đi lên, đặc biệt là khi mình ở một mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua điểm thứ hai. Thì bây giờ tình thương đích thực người ta bị bị vướng vào cái giới thứ ba này rất là nhiều bởi vì cái cách mình không biết chăm sóc cái năng lượng tình dục của trong người của mình trước tiên mình phải hiểu tình dục và tình thương là hai thứ không phải không phải là một người lớn đã hiểu cái phần này khá rành rồi những cái đứa nhỏ những đứa teens bây giờ nó không phân biệt được cái điều này và nó bị dướng vào cái vùng này. Tình dục là hai cái cơ thể tới với nhau để thỏa mãn những cái nhu cầu, những cái nhu yếu của trong người của mình. Còn tình yêu là cái gì? Nó phải dựa trên ba cái yếu tố. Ba yếu tố đó là gì? Muốn có một cái tình yêu chân thật, nó phải có ba yếu tố hội đủ đó là thể xác, tình cảm và tinh thần. Nếu chúng ta tới với nhau chỉ vì thể xác với nhau, đó là mối quan hệ trống rỗng mà người trẻ bây giờ gọi là empty sex chỉ có thỏa mãn được lúc đó thôi mà sau khi lúc đó thì được như bao nhiêu cái chống vắng bao nhiêu cái cô đơn nó sẽ đi lên lại trong con người của mình à. thành ra trong một cái quan hệ thể xác mà không có cái tình cảm ở trong đó thì nó vẫn còn vô nghĩa chống rỗng để cho một cái tình thương có thì nó phải hỏi đi yếu tố ba cái điểm đó đầy đủ. Phải có cái tình cảm sâu sắc. Mà nếu có thêm cái tinh thần nữa thì nó làm cho cái relationship cái mối quan hệ đó vô cùng ý nghĩa hơn. Thì mình phải nhận diệt được những cái điều đó. Điểm thứ hai là cái cách của mình tiêu thụ mình ăn uống nó có thể là nó tăng nó làm cho cái năng lượng của mình gia tăng lên. Mình uống rượu nó cũng gia tăng bởi vì mình chống vắng mình cô đơn, à, mình muốn uống để mình khỏa lấp, mình càng uống vô cái sự kích thích nó sẽ đi lên. Không những cái sự kích thích mà cái sự mình không biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. À, mình không điều khiển nó với chính mình. Và khi mình ăn thịt ăn cá nhiều, nhưng ăn những cái đồ có chất béo nó cũng vô tình nó làm cho cái tính dục của trong con người của mình phát triển mạnh hơn, nhanh hơn. Nếu đại chúng thực tập chánh niệm, đại chúng sẽ ý thức được rất rõ những cái gì đi lên trong cơ thể của mình. Ví dụ, khi con ăn nhiều, thì bây giờ là đi ăn chay rồi, đi tu rồi ăn chay rồi, cái vấn đề thịt cá thì không còn nữa. À, nhưng mà ăn chay những thứ nó cũng rất là béo. Ví dụ, khi mà con ăn đậu hủ nhiều quá. Thì mình cũng cảm được trong người của mình Hôm nay nó hơi dư chất một chút xíu Và nó sẽ làm cho mình hơi khó chịu Và khi mình cảm được như vậy Mình phải chạy bộ, mình phải làm những cái thứ khác Để nó giúp cho mình burn đi Những cái chất dư thừa trong con người của mình Nếu mình nhận diện, mình ý thức được điều đó Mình thực tập Và mình nó sẽ không đưa ra tới những cái tình trạng khác đó là khi mình có những cái năng lượng như vậy, mình phải biết tập thể dục, tập thể thao để cho mình burn đi bớt những cái calories đó. Và đặc biệt là khi mình có những cái năng lượng như thế này, đừng bao giờ ở một mình hết, đừng bao giờ ở trong bóng tối hết, phải đi ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên, tiếp xúc với bạn bè ngồi chơi uống trà. Nếu như ở một mình trong phòng, chắc chắn những thứ khác rất dễ dàng đi lên. Khi mà mình thiếu chánh niệm mình không nắm giữ được tình hình mình không nắm giữ được tâm hồn của mình lúc đó mình sẽ bị kẹo bây giờ chúng ta đi qua điểm thứ ba đó là mình thương nhau Mình tập làm sao thương nhau Mình gìn giữ cho nhau à, Mình gìn giữ như thế nào Mình phải tôn trọng Lẫn nhau Đó gọi là tương kính Mình gìn giữ cái thân thể mình Là mình giữ cái thân thể cho người khác Có những nơi ở trong con người của mình Nó gọi là cấm tử thành Mà mình không có sang sẻ với người khác mình không chia sẻ với người khác. Mình chỉ có thể chia sẻ với cái người hôn phối cái người thương đích thực của mình thôi. Khi mình chia sẻ được như vậy thì mới mới thấy được cái tính thiên liêng của nó. Nếu như mình tùy tiện mình ăn nằm với một cái người khác có nghĩa là chính mình không tôn trọng cái thân thể của mình. Đừng nói chi mình không tôn trọng những người người thương của mình. Mà nếu như mình không tôn trọng cái thân thể của mình thì còn ai tôn trọng mình nữa đây? Nếu như mình tùy tiện với mình quá Thì chắc chắn người khác sẽ tùy tiện à, Chuyện đó rất, rất, là dễ dàng Trong một bài thơ xong có nói là Thân thể em là đền thờ của nhân loại có nghĩa là mình biết những cái nơi cảm tự nó linh thiêng như thế nào mình bảo vệ mình tôn kính nó nhau mình chỉ sang sẻ những cái chỗ đó với những người thực sự mình yêu kính trong cái cuộc đời này đó là những cái giây phút mà mình bảo vệ mình ấy, đó là những cái giây phút rất là liên thiên liên. Bây giờ trong cái vấn đề hôn nhân mình nói tới cái vấn đề tin cậy và trung thành. Ngày xưa mình mới cưới nhau, mình thương nhau, có cái sự trung thành, có cái sự tin cậy với nhau. Không biết mình làm ăn sao với thời gian, bao lâu hai cái yếu tố nó nó không còn nữa. Thì đây là vấn đề mình phải nhìn lại, Hả? À. Mình xem thử là mình có còn đủ ngọt ngào hay không? Mình có còn đủ tươi mát hay không? Mình có còn truyền thông được với người kia hay không? Cái gì cũng vậy, buộc dậy Nó cần có thức ăn để sống Không có thức ăn thì nó sẽ chết Tình cảm cũng vậy Mình phải biết nuôi Ở đây, Pháp Nguyện xin chia phép là Pháp Nguyện không có thiên vị nha Đằng phụ nữ hay là người nam nhưng mà phải nói là người nếu một người phụ nữ khôn ngoan, một người phụ nữ khôn khéo, thì một cái người phụ nữ đó có thể lại léo được người người đàn ông. Mà hay hơn cái nữa, một người phụ nữ biết tu, thì người phụ nữ thì sẽ giúp được rất nhiều cho gia đình của mình. Vấn đề tin cậy và trung thành thì dĩ nhiên nó cần phải có hai bên. À, nhưng mà cái người phụ nữ giỏi ấy được Thì mình có thể lèo lái con thuyền gia đình của mình yeah. Thì không uh, thời gian có giới hạn Thì không dám đi thêm nhiều nữa Nhà đi tới cái điểm thứ ba Đó là cái vấn đề tình và nghĩa Mình uh, bị uh, Mình uh, phạm cái giới này bởi vì mình quên đi cái thở ban đầu Cái tình và cái nghĩa mà mình cưới cái người đó Mình chọn ở cuộc với cuộc đời với cái người đó Tình là một cái gì nó rất là bồng bộ Nó rất là đắm say Nó có cái sự may mê, si mê Nóng bỏng, hot Của cái thở ban đầu Nhưng mà cái gì nó hot Thì nó sẽ cool hay không? Nó nóng rồi từ từ nó cũng sẽ lạnh Muốn cho nó tiếp tục nóng thì sao mình phải biết hình như cái này là quý vị biết rõ không quý thầy quý sư cô phải không ạ à? để cho một ông thầy mà đứng đây mình chia sẻ với cái này thì thấy nó cũng hot ha đó là vấn đề cái tình của cái thổ ban đầu à, mình gặp nhau gọi là tiếng xét ai tình tâm hồn Để mình đến với nhau, mình thương với nhau Nhưng mà cái nghĩa Nó nặng hơn cái tình Cái nghĩa là bởi vì Sau thời gian mình chung sống 5 Năm 10 năm, mười năm, hai chục năm Có người răng long tóc bạc Mà vẫn còn bên nhau không phải là họ sống bình bình, niên yên, họ hạnh phúc mãi trong cái thời gian đó. Họ cũng có những cái đi lên đi xuống bập bên trong cuộc đời của họ nhưng mà họ nương với nhau để họ sống họ hy sinh vì con họ sống và họ làm những cái điều gọi là lợi ích và an toàn cho người kia đôi lúc trong tình cảm mình tới với nhau có gì cái sự thỏa mãn của chính mình lợi ích của chính mình và mình thấy cái người kia Nó là một cái đối tượng Có sự thỏa mãn cho mình Nhưng mình không hiểu rằng người kia cũng có cái nhu cầu Được bảo vệ Được an toàn Và được thương à, Và trong cái quá trình mình sống Những cái gì mình làm đó, Mình hy sinh, mình sinh sống Và mình đi qua chính những cái giai đoạn Khó khăn, khổ đau mà mình hy sinh được đó, Nó trao vội cái nghĩa ta mới nói là có hoạn nạn mới thấy được chân tình nghèo khó thì có nhau khi mà giàu có chút xíu thì lại có chuyện thì để làm sao để mình nuôi được cái nghĩa trong con người của mình là cái chánh niệm nó giúp mình ý thức mình biết ơn cái người đó giờ phút này người đó vẫn còn ở bên mình tại sao bao nhiêu người người đó không chọn mà người đó chọn sống với mình chỉ cái điều đó thôi là mình cũng đủ biết ơn rồi. Tại sao bao nhiêu năm rồi người đó vẫn còn có mặt ở trong tăng thân? Mình biết ơn sự có mặt của người đó. Mình không cần đòi hỏi người đó phải giỏi, phải tốt, phải tu như thế nào. Ấy. Sự có mặt của em, sự có mặt của sự anh, sự có mặt của sự chị là cái điều làm cho tôi biết ơn rồi. Đủ hạnh phúc rồi. Không cần đòi hỏi gì nữa hết. Và khi mình ý thức điều đó thì đó là mình đang chạm tới những cái cái dùng của cái nghĩa, biên giới của cái nghĩa, và chính cái nghĩa đó nó đi xa hơn cái tình. trong cái tình cảm hàng ngày của mình đó, có lẽ là cái nghĩa của mình, đó, cái tình nó có thể là chiếm nhiều hơn, cái sự biết ơn một phần trăm nào đó, cái nghĩa cũng có một cái bao nhiêu đó. bây giờ trở lại, mình về nhà mình quán chiếu mình nhìn lại coi thử ra là trong cái tình thương, chứ cái sự hôn nhân trong cái hôn nhân của mình cái relationship của mình mối liên hệ của mình nó chứa đựng bao nhiêu cái tình bao nhiêu cái nghĩa ở trong đó nếu như người nào thấy cái nghĩa càng nhiều thì hạnh phúc của người đó càng sâu yeah. và nếu mình thấy cái nghĩa của mình không bao nhiêu thì mình nên nhìn lại cái mình nên làm thế nào để mình có thể trao dồi cái cách sống của mình để nó có thêm cái nhiều cái nghĩa hơn Thành ra mình tu học Mình biết tương kính lẫn nhau Mình thấy được cái sự có tình, có nghĩa Mình gìn giữ cho chính mình Khi mình giữ giữ chính mình thì Đồng thời mình đang gìn giữ cho người thương của mình Một khi mình mình phạm giới Mình làm người khác Thì mình không những là mình tổn thương người kia Nhưng chắc chắn Mình cũng đang tổn thương chính mình Trên cuộc đời ai cũng làm lỗi hết Không ai hoàn hảo hết nhưng nhờ mình có làm lỗi thì mình mới có cơ hội để mình sửa đổi. Ai cũng có cái khả năng hoàn thiện lời chính mình. Phục thiện lời chính mình. Mình làm lỗi rồi mình sẽ hối hận. Ở làng Mai có bài thực tập sám hối. Làm mới sám hối. Cho nên làm mới lại thân tâm của mình. Thành ra để cái giới thứ ba này là cái giới bảo vệ tình thương đích thực là nó giúp mình làm như thế nào để mình thực tập mình ý thức mình chăm sóc được cái năng lượng tham sắc dục trong con người của mình và trong đó nó có những cái khoảnh khắc của trống vắng và cô đơn đi lên trong con người của mình và bây giờ xin đại chúng lắng nghe cái giới tướng của giới thứ tư đó là ái ngữ và lắng nghe ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và thiếu khả năng lắng nghe gây ra con nguyện học hành ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt nỗi khổ đau của người con nguyện tìm cách đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người giữa các quốc gia chủng tộc và tôn giáo biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho người con nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm tự tin an vui và hy vọng những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải con nguyện không nói gì khi cơn giận đang có mặt trong con con nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của cơn giận ấy để nhận diện những chi giác sai lầm trong con và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con và trong người mà con đang giận con nguyện học nói sự thật và lắng nghe sâu để có thể giúp người kia thay đổi và vượt thoát những khó khăn đang gặp phải con nguyện không lan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật. Không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và trong đoàn thể. Con nguyện thực tập tránh tinh tấn, để nuôi dưỡng khả năng hiểu biết, thương yêu, hạnh phúc và không kỳ thị nơi con, để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu tâm thức. Pháp nguyện xin phép được tăng dần tóc một chút xíu. <laughs> Người Việt Nam của mình, đó, nói riêng cũng như người châu Á mình nói chung, đặc biệt là người Việt Nam, cái giới thứ tư này là cái giới mà mình gọi là mình bị kẹt nhiều nhất. À, mình gặp rất là nhiều khó khăn như cái giới này, cái giới thứ tư này. Đó là ai ngữ và lắng nghe. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là vì sao chúng ta không lắng nghe được? Trước tiên, chúng ta hiểu là lắng nghe là cái cách biểu lộ sự cảm thông thấu hiểu và sự sẻ chia đó là định nghĩa của sự lắng nghe vì sao mà chúng ta không lắng nghe được phần nhiều chúng ta có cái, cái thói quen là thích nói hơn là thích nghe thích nói là muốn thể hiện được cái ta cái biết của mình của mình với người khác thứ hai đó là ai cũng muốn đúng hết không ai muốn sai hết đó. để tôi nói cái đã nghe xong nghe chút xíu để tôi nói cái đã thứ ba đó là mình không vượt qua được cái định kiến của mình tại sao mình không lắng nghe được cái người đó tại vì mình có cái định kiến với cái người đó cái kiến thức của người đó cái sự hiểu biết của người đó cái thói quen của người đó cái cách sống của người đó tôi đã biết quá đủ rồi quá nhiều rồi à dù mà bạn nói bao nhiêu nữa thì nó cũng chẳng có trục thủng được đâu nói bao nhiêu thì nó cũng vậy thôi, nước đổ lá môn thôi, à, à, thì mình có định kiến với cái người đó. Khi mà có một cái định kiến với người đó rồi, dù người đó nói cái gì cũng gì chứ chân lý như thế nào nó cũng chọc thủng được mình hết á. À. Cái thứ hai đó là mình định có định kiến về đề tài, ví dụ một bác sĩ khi mà nói tới về vấn đề y khoa, hả, à, thôi là tôi là số một rồi đó, à, hay là những người thiền tập. Tập rất là giỏi à, Mà nói về chánh niệm Mà tôi là số 1 rồi đó Nói gì nữa Mình có những cái đề tài Những cái đó đó Rồi khi mà người khác chia sẻ đó Mình nghĩ là À người ta không có đủ cái sự à, Thông thạo về cái đề tài đó Thì mình cũng chẳng thèm màng để mình nghe Điểm kế tiếp đó là Mình không có thời gian để nghe Thôi thời gian là tiền bạc Thời gian quý lắm Mình không có đủ cái kiên nhẫn đâu Để mình ngồi để mình lắng nghe cái người đó điểm thứ năm là có lẽ bởi vì cái tiền thương của mình nó chưa có đủ lớn, cái chất từ bi của mình chưa có đủ lớn, thành ra mình không chưa đủ hiểu được cái người kia để mình thương. thì đây là những cái năm cái điều kiện tại sao mà mình không lắng nghe được. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn chút nữa trong phật trong Phật giáo nó có ba loại lắng nghe, ba loại lắng nghe lắng nghe thứ nhất đó là phàm thính Phàm thính có nghĩa là mình nghe bằng trí năng mà trí năng của mình trong đó nó có cái sự so đo, có sự phán xét, so sánh ở trong đó. Thì phần nhiều khi chúng ta lắng nghe một người khác, chúng ta thường lắng nghe bằng cái lỗ tai này. Đó là vắng tai phàm thính, phàm là con người, mình là người phàm mà phải không? Ừ, thành ra mình nghe cái kiểu này thì nó cũng là một cái điều đương nhiên rồi phải không? À đương nhiên. Thì đây là những cái cái loại lắng nghe thứ hai đó gọi là lắng nghe đi thính nghe với lòng tấm lòng xót thương để giúp làm vơi nỗi khổ trong lòng của người kia mình biết cái người kia có đang có khổ đau nhà mình muốn nghe để làm giúp vơi đi cái sự khổ đau trong người đó nghe để có mặt để lắng tai để giúp cho người đó bớt khổ cái đó là gọi là đi thính và cái loại Nghe thứ ba đó gọi là bi thính, mình nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của mình, nghe với tâm không thành kiến, không phán xét, không phản ứng. Đây là cái nghe và cái đức hạnh của đức Bồ Tát Quan Thế Âm, giống như chúng ta đã được nghe thầy pháp niệm chia sẻ trong cái ngày khai mạc. Thì đó là ba loại lắng nghe. Bây giờ chúng ta đi qua làm như thế nào chúng ta phải tập thực tập lắng nghe bằng trái tim rộng mở. Cái giới thứ tư này Mình nói tới ái ngữ và lắng nghe Bắt đầu bằng lời nói Người biết nói, người phải biết nghe Nhưng mà theo sự thực tập Của quý thầy, quý cô thấy được rằng Muốn nói cho đúng Thì phải thực tập cho đúng Lắng nghe cho đúng trước Thành ra con xin phép Để chia sẻ về cái vấn đề lắng nghe trước Lắng nghe bằng trái tim rộng mở của mình Trước tiên mình phải thực tập Sự có mặt của mình đích thực Khi mình lắng nghe Đừng nói chia xa, bây giờ mình nói trong gia đình của mình Vợ chồng con cái Mình đặt câu hỏi là mình thật sự Mình có mặt cho con của mình, cho chồng mình hay không Có thể là cuộc sống của mình quá bận rộn Mình có rất là nhiều dự án Mình có thể có hai đứa con, ba đứa con Có thể mình không có thời giờ Để mình có mặt ở nhà để mình chăm sóc nó Có những người hiện tại có rất là nhiều điều kiện Và họ có người Bảo mẫu ở nhà giúp họ chăm con dùm cho họ Do họ không có mặt có thể là đôi lúc cái gì đó, chỉ cách sáng đi tối về mới thấy mặt con mà tối về có thể là con nó để đi ngủ rồi sáng rồi mình đi làm nó đi học rồi cứ như thế ngày này qua ngày nọ mà một cái đứa trẻ đó nó rất là khao khát một cái tình thương của cha có mẹ có sự có mặt cho nó mình có thể cho nó hết tất cả nhưng mà nếu như mình không có mặt cho nó thì nó chẳng giúp được làm gì được thôi. Pháp Nguyễn xin chia sẻ một cái câu chuyện xin tạm ngắn nó lại thôi có một cái em trẻ không lâu lắm có về đây bị nghiện ngập bị trầm cảm trong cái quá trình mà em lớn lên đó, ba mẹ rất là thương làm thứ tất cả mọi thứ để cho em đi du học để cho em có được những cái thứ tốt nhất tất cả có thể về phương diện vật chất nhưng cái quá trong cái quá trình ở xa nhà, sống xa gia đình, có bao nhiêu thứ nó đi lên chống vắng, cô đơn, rồi từ từ em sẽ xoa, lọt vào cái con đường con nghiện ngập. Về không lâu, bao lâu bị trầm cảm. Đưa em về đây để em thực tập. Nhờ chánh niệm, mà cái hy vọng là đó một cái phao cuối cùng để cứu em ra. Một hôm bác gái đã bác chia sẻ như thế này. Cả đời của con, con thương cháu. Vợ chồng con làm lũng để nuôi cháu để cho cháu một cái cuộc sống tốt nhất có thể trên phương diện cái vật chất nhưng có một điều sau khi cháu bệnh rồi đó con mới phát hiện ra rằng là cái cháu cần là sự có mặt cái cháu cần là cái sự bình an của cha mẹ cái sự hạnh phúc của cha mẹ mà những điều đó con không có thì làm sao con cho được cho cháu khi mà nghe bà bác gái đó chia sẻ thì tự nhiên trong lòng của mình cảm thấy chạnh lòng và đồng thời mình cảm được à sáu mươi mấy gần bảy chục tuổi rồi mà ý thức được điều này thì nó cũng là một tiếng chuông của sự tỉnh thức thầy xin kể một câu chuyện cho ai nhận diện nghe được cái hình ảnh này không ạ à? đó là hình ảnh của một cô bé gọi là Hello Kitty nhà mình thấy là cô Hello Kitty này chỉ có hai cái lỗ tai rất là to có cái mũi, hai con mắt mà không có cái miệng Muốn nói lắm Mà không ai cho nói hết Đây là cái thương hiệu Hello Kitty Đằng sau cái câu chuyện Cái thương hiệu Hello Kitty Nó có một cái câu chuyện như thế này Một cái gia đình người Nhật Có một đứa con gái Hai vợ chồng cũng bận rộn đi làm việc suốt Miết mãi thôi Không có mặt cho con Sáng thức dậy là đi làm rồi, cháu thức dậy, cháu tự đi đi học Tối về cũng vậy Cháu đi vô ngủ trước khi Vợ chồng về Thì cứ ngày này ra ngày khác Cái đứa bé này nó rất là cô đơn Nó rất là trống vắng Và nó rất là thèm khác Để có người để nó cùng được chia sẻ Và nó không có người để nó chia sẻ Và cái đứa bé này nó rất là nhỏ con Và mỗi lần nó đi đi học Thì nó bị bully Thì bị người ta ăn hiếp Và nó không nói được Nó không chia sẻ được Và nó rất là khổ Và một hôm nó đi ra ngoài công viên nó khóc Thì khi mà nó khóc nó vô tình nó gặp một ông già Thì ông già mới Ngồi lắng nghe cháu Thì ông già Mới mở lòng ra để lắng nghe cháu Cháu chia sẻ hết tất cả những cái điều trong tâm tư của cháu. Cháu thèm muốn có gì, không có một cái gia đình, vân vân và vân vân. Những người bạn tốt, không có ăn hiếp mình, vân vân và vân vân. Và ông già cảm nhận được cái sự khổ đau của đứa bé đó Ông già mới bảo rằng Mỗi ngày sau khi tan trường trước khi con về Con cứ ra đây ta sẽ ngồi để đợi cháu Những cái gì con muốn tâm sự con muốn ấy Ta sẽ có mặt cho con con Ta sẽ đóng cái vai trò Của cha mẹ con để lắng nghe cho con Rồi ngày này qua ngày nọ có một hôm bỗng nhiên Cái ngày hôm đó thì ông già biết là Ông lão biết hôm nay là ngày sinh nhật của cháu Và ông già làm cho cháu Dẻ cho cháu một cái bức hình bức hình này và cái ngày hôm đó thì cháu cũng rất là nôn nóng để gặp được ông lão và cháu băng qua đường khi mà đi tới cái công viên đó hôm đó băng qua đường vô tình thiếu chánh niệm không nhìn đèn xanh đèn đỏ thì bị chiếc xe nó tông ông cụ ngồi đó hoài chờ hoài chờ mãi mà không thấy cháu tới đó là cái câu chuyện ở đằng sau của cái thương hiệu này thì trở lại làm sao mình trong gia đình của mình mình phải biết cái gì quan trọng nhất cho gia đình của mình doanh nghiệp sự nghiệp tiền tài danh vọng hay là người thương chồng mình vợ mình hay là con của mình mình phải prioritize phải phải biết cái nào nó là quan trọng nhất cho mình và mình đầu tư ít nhất là phải có cái thời gian cho cái đó có những người thương con quá chăm sóc con mà thỏa nhất là không có biết nó làm gì hết cái thằng bé mười mấy tuổi rồi chưa bao giờ biết rửa một cái chén chưa bao giờ biết giặt một cái quần hay một cái áo dù là bỏ vô cái máy giặt đồ một hôm những cái người chăm sóc làm việc nhà có việc gấp phải đi về quê hai vợ chồng phải đi công tác xa thằng bé ở nhà không biết làm gì hết không biết làm gì hết, tới cái quần áo dơ cũng không biết làm, cũng không biết ấy nữa. Khi mà mình nuôi con, mình thương con quá, mình không biết dạy những cái căn bản sống cho nó, đó. có nghĩa là mình vô tình mình lấy đi cái bản năng sinh tồn của chính nó, thấy không? Mình lấy đi cái bản năng sinh tồn của đó, thì cái đó nó cũng liên quan không những là cái giới thứ tư, sự có mặt lắng nghe, mà nó cũng liên hệ với cái giới thứ hai mình cướp đi cái bản năng sinh tồn của nó. Thành ra phải tối thiểu, mình phải giúp, mình phải chỉ cho nó làm những cái điều căn bản. Khi mình không có ở đó, mình không còn trên cái cõi đời này, thì ít nhất nó cũng biết sinh tồn, nó biết làm như thế nào. Lắng nghe bằng trái tim mở rộng Mình phải biết lắng nghe với cái tình thương Đích thực tâm từ bi của mình Từ là một cái khả năng đem tới Sự hiểu biết và thương yêu hạnh phúc, niềm vui cho người đó. Bi là cái khả năng lấy được những cái khổ đau từ cái người đó đi ra. Mà muốn lắng nghe được như thế, mình phải biết lắng nghe một cách sâu sắc lắm. Và trong văn học của mình, cũng như là mình biết là có cái sự khác biệt giữa cái nghe và cái lắng nghe. Cái nghe là nó nghe qua cái giác quan của mình, là nghe qua cái tai của mình nó chỉ đơn thuần như thế thôi nghe là một cái sự thụ động chỉ nghe thôi à, lắng nghe là có nghĩa là mình phải lắng xuống cái tâm của mình phải lắng xuống thì mình mới nghe được giống như một cái ly nước khi mà nó bị có bận à, cận bã thì mình sẽ không thấy được cái nước trong mình phải để cho nó ngồi ở đó một vài phút thì nó mới lắng xuống lắng xuống thì cái nước nó mới trong lại cái tâm của mình cũng vậy muốn nghe thì mình phải biết lắng lắng cái tâm mình xuống bởi vì cái tâm mình không lắng thì khi mình nghe mình sẽ phán ứng mình sẽ phán xét à mình sẽ chạy mình sẽ phóng mình sẽ cắt lời vân vân và vân vân pháp nguyện có một một lần phát nguyện cho tham vấn một em em này có rất là cái cá tính rất là đặc biệt à nói chung là hơi hơi khó dạy chút xíu mẹ đưa về và xin được tham vấn với thầy. Thì khi mà nói chuyện với em á, xong mà em cứ ngơ ngác, em cứ nhìn, nói chung là mình cảm được là tâm hồn em đang đây bay bỏng ở đây á, đâu á. Xong rồi mới hỏi là, con có, có nghe thầy nói hay không? Thì hôm đó thầy dùng hơi lộn từ chút xíu. Thay vì thầy có con có lắng nghe thầy hay không? Thì con nói là con có nghe thầy nói hay không? Thì em mới trả lời như thế này. Có nghe chứ? Không nghe, người ta nói mình điếc rồi sao? Xong rồi hỏi Vậy con có hiểu những gì thầy nói không? Dạ thưa không Con nghe mà không có hiểu Thì có nghĩa là mình biết Cháu không có mặt đăng, không có mặt ở đó khi mình lắng nghe Thành ra cái sự khác biệt là Lắng nghe là một cái quá trình chủ động Còn nghe nó chỉ là một cái quá trình thụ động mà thôi Mà muốn lắng nghe trong cái quá trình thụ động Mình phần có cái sự tập trung sự tập trung và cái sự tập trung đó nó đòi hỏi mình phải có cái sự thấu cảm có cái tình thương liên quan còn cái nghe đó nó chỉ là một cái nó không cần cái sự tập trung mà nó liên quan tới cái việc bị ngã kết nối à, thành ra lắng nghe là một cái hành vi liên quan tới cơ thể và tâm hồn còn cái nghe nó chỉ là một cái hành động cái thể chất liên quan tới cái đôi tay của mình mà thôi và khi mà mình nghe đó mình phải biết trở về mình theo dõi hơi thở của mình để mình nghe nếu như không mình sẽ bị kéo mình sẽ bị kéo và cái phần kế tiếp đó là mình nghe mình phải biết mình phải có cái sự kiên nhẫn khi mình lắng nghe đó mình sẽ cảm thấy có những cái bồn chồn những cái phán xét nó đi lên trong con người của mình lúc đó mình phải nhận diện và mình phải thở với nó à mình không thở mình sẽ bị kéo à mình sẽ có những cái ý này ý nọ mình có những cái sai cái đúng nó sẽ đi lên và khi mình nhận diện đến thứ đó mình phải thở với nó là có nghĩa là mình đang thực tập kiên nhẫn với chính mình và khi mình biết kiên nhẫn với chính mình thì mình sẽ biết kiên nhẫn với người khác bây giờ có những cái kỹ năng để làm sao giúp mình lắng nghe để có hiệu quả hơn à thì cái kỹ năng là mình thực tập nghe đó mình nếu mình có điều kiện cho phép thì mình khéo léo mình mời cái người đó xuống ngồi xuống để mình chia sẻ và mình nhìn thành, thẳng vào mặt cái người đó để mình chia sẻ người Việt Nam người Á Đông mình hay thường mắc cỡ khi nói chuyện ít cái khi nào mà nhìn thẳng mặt người ta chia sẻ lắm nhưng đại chúng để ý khi mà mình có những cái chiều điều quan trọng nên mình cần chia, chia sẻ quan trọng đó, rất cần thiết để nhìn thẳng vào cái người đó bởi vì nói làm sao cặp mắt là cửa ngõ của tâm hồn Khi mà nhìn thẳng vào cái mặt của người đó Mình có biết được là cái người đó thật sự đang có mặt hay không Người đó thật sự có chân thật hay không Như Trong cái lời nói của người đó Trong cái ánh mắt của người đó Mình có thể cảm được một cái điều nào Và đối với riêng mình đó, Và khi mà mình Người đó nhìn thẳng vào mình mình nói đó Mình sẽ cảm được Người đó đang có cái sự quan tâm Tới với mình thành ra cái điều mà nhìn thẳng vào cái người đó rất quan trọng đây là cái dân đối với người tây phương cái điều đó không có gì mà khó hết đó là cái cách họ được dạy từ nhỏ rồi và họ làm và khi mình chia sẻ đó mình làm sao mình cho cái người kia cái không gian và cái thời gian để người kia để người kia nói phần nhiều mình hay cắt lời người ta đang nói vậy ông chồng đang chia sẻ mới hai câu chưa nói gì hết mình cắt lời đứa con nó mới về thưa hôm nay chuyện đi học có như thế nào vừa nói hai ba câu mình cắt lời khi mình cắt lời vậy mình vô tình mình lấy đi cái cơ hội để cho cái người kia nói đến những cái gì họ cần phải nói. Có một cái câu chuyện vui lắm thầy muốn kể cho nghe về vấn đề cắt lời để đại chúng cần học hỏi cho để nó nó bớt khô khan chút xíu. Có ba anh chàng sinh viên này học chung trong trường đại học và ở chung một ký túc xá. Trong ba anh chàng sinh viên này ở chung phòng á, ở tút đến cái lầu 10 15 lần, ngày nào cũng đi thang máy xuống để đi học hết, chiều đi về. Trong ba anh chàng đã có một anh chàng cả lâm. Một hôm đi học về thì bữa đó tắt điện, không có điện, thang máy không lên được. Thì và thay phiên với nhau đi nói với nhau thôi bây giờ mình đi thang cầu thang lên và nói nếu mà đi không mà không nói chuyện á thì chán lắm, đi tới lòng 15 mà chán lắm, hình như ba anh chàng này chưa tới về lần mai bao giờ. Thành ra chưa biết phương pháp thực tập đi trong im lặng để gìn giữ cái cái khí của mình, năng lượng của mình. Thì đồng ý với nhau sẽ chia sẻ để nói chuyện cho vui khi lên tới đó thì mỗi lần người thứ nhất chia sẻ những chuyện vui rồi cười với nhau rồi tới người thứ hai tới khi thấy anh chàng cà lâm thì anh ta mới nói ta 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 thì anh chàng kia mới thầm mệt quá với tao hoài lâu quá thôi để tao kể tiếp cho chút xíu mày tao xong rồi mày mày kể thì nó cứ bị cắt lời như vậy đó. tới lúc mà tới gần tới là 15, tới là 14 rồi đó thì mới nói rồi bây giờ sắp tới bây giờ tới phiên mày đó đây là cơ hội cuối của mày để mày trả mày mày, 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 mày kể câu chuyện cho mày cho tao nghe cho tụi tao nghe thì anh đồng mới nói tao 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 ta, ta quên cái chìa khóa ở dưới lầu rồi thành ra là cái đó là cái giá của mình phải trả khi mà mình không biết lắng nghe người khác mình cắt lời người khác <laughs> nha để chúng biết cái cái hậu quả như thế nào mà phải không tất cả cũng phải đi xuống lại hết <laughs> khi mình lắng nghe là cái mục đích của mình là lắng nghe mình không trách mắt mình không phán xén mình không phản ứng mình chỉ có cần cái ngồi đó có mặt và lắng nghe mà thôi và khi mình lắng nghe mình phải biết buông thư mình biết trở về với hơi thở của mình và khi mình lắng nghe mình phải biết nhận diện những cái cảm xúc của mình mình biết điều phụng những cái cơn giận của mình và dĩ nhiên mình phải biết cái giới hạn của mình một bồ tát cũng phải biết giới hạn của bồ tát thực tập hành lắng nghe nhưng mà biết nghe mà mình biết mình thở chưa đủ á. <laughs> chưa sâu á. thôi lúc đó thì mình xin excuse excuse à. mình đi ra ngoài mình đi bộ mình đi một chút xíu chứ mình ngồi đã hoàn hồi mình sẽ nổ nha thành ra mình phải biết giới hạn của mình chút xíu đó là cũng là phương pháp là viết là gọi là tình thương cho chính mình ha mình biết giới hạn của mình tới đâu đừng bắt chước những bồ tát lớn mà ngồi đã lắng nghe lắng nghe xong một hồi là thành mìn là thành... Đủ đạn nó nổ tùm lum hết bây giờ mình nói là ái ngữ nó là ngôn ngữ của tình thương à lời nói ông tục ngữ mình có cái câu là lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau hiểu như vậy đó nhưng mà thường nhiều mình không làm được như vậy và mình có rất là nhiều cái khó khăn trong cái vấn đề của ái ngữ ái ngữ ở đây là lời nói của mình phải có chân thật Nó phải có cái giá trị xây dựng sự hư biết và sự hòa giải Sao ông dạy Sự chân thật, sự thật cần phải được hiển lộ Cần phải được nói Nhưng mà nói như thế nào Để người khác có thể chấp nhận được Thì nó nó mới lại là, là lời nói Sự thật Nếu như mình nói sự thật Mà người khác không chấp nhận được Người khác có cái khổ đau Kiểu như là mình nói thẳng, nói thật quá đó Thì mình sẽ làm đau lòng người ta mình làm tổn thương người ta. Cái nói như vậy chưa chắc đó là cái lời nói chánh ngữ. Chánh ngữ phải có cái sự khéo léo ở trong đó. Nói như thế nào để người ta chấp nhận thì đó, đó gọi là cái lời nói chân thật có cái sự xây dựng. Có những người nói rằng là tôi chỉ nói thật thôi mà. Tôi chỉ nói thật thôi mà. Tôi đâu có nói gì sai đâu. Nhưng mà cái lời nói thật của mình nó không có mang tính chất xây dựng và nó làm tổn thương cho người khác và những cái lời nói của mình đó, nó làm sao ta có thể gây thêm niềm tự tin an vui và hy vọng cho người khác thì đó là cái phương hướng của chánh ngữ thành ra cái người nói là mình nói là à, nói thẳng thì nói tôi nói từ cái tâm của tôi thôi nói có sao tôi nói như vậy thành ra mình thấy được là nói thẳng nó là cá tính nhưng mà á nói lời ái ngữ nó làm cái sự thực tập cần phải trao luyện mới có, Chứ không phải tự nhiên mà nó có đâu. Và trong cái giới thứ tư đó mình bất, mình thấy rất rõ là là không loan truyền những tin không biết chắc là có thật, mình không phê bình và lên án những, những điều không mình không biết chắc. Và giới cái cuối cùng đó là không nói những lời chia rẽ và căm thù. Tại sao mình không nói được những lời ái ngữ? Bởi vì trong người của mình có những cái hiềm hận ở trong con người của mình. Những cái giận dữ trong người thành ra một cái người khổ. Người đang buồn, đang giận Không làm sao tuôn ra được Khó mà tuôn ra những cái lời ái ngữ lắm Thành ra trước tiên mình nói người ta nói Tôi sẽ cố gắng Khi tôi gặp chiều nay gặp anh về Chồng mình tôi sẽ nói lời ái ngữ về dễ thương à, Khi anh về Thay vì mở cửa về Hôm nay anh ơi anh đi làm có mệt không Để em pha một ly nước Mát cho anh uống Mà về vừa về tới thấy cái mặt của ảnh Thì tự nhiên bao nhiêu thứ khác là đổi lên uhm. Đôi lúc mình có thiện chí đó mà mình làm không được à, Mình có cái giận đó Thành ra đầu tiên mình phải biết điều phục cái cơn giận của mình Trước tiên mình nói lời ái ngữ Thì cái điều phục cơn giận mình phải biết nhận diện cái cảm xúc của mình Thở vào tôi ý thức cơn giận đang có mặt Thở ra tôi mỉm cười Thứ hai mình phải chấp nhận cái cơn giận nó đang có mặt trong con người của mình Thở vào tôi biết năng lượng giận rất khó chịu Thở ra tôi biết năng lượng ấy không phải là tôi à, Mình không đồng hóa mình với cơn giận của mình Và mình tiếp tục mình ôm ấp cái cơn giận của mình à, Thở vào tôi ôm ấp cơn giận Thở ra tôi biết cơn giận rồi sẽ qua Gió đến thì chút lay Gió qua thì chút lặng Cảm xúc của mình nó cũng thế Và khi mình biết ôm ấp rồi Mình biết lắng dịu được cái cảm xúc của mình đó Thì mình biết mình có đủ sức mạnh để chăm sóc cái cơn giận của mình. Đây làm gọi là cái chức năng của sự thực tập dừng lại chỉ thiền chỉ điều phục cơn giận của mình. Thì mà muốn làm được điều này chúng ta phải thật sự có nhiều chánh niệm lắm à, à hết giờ thầy không có giờ để thầy đi nhiều về những thứ này thì bây giờ thầy chỉ ấy ra cho đại chúng. Trong bốn yếu tố của ngôn ngữ, thể nó là cái bản chất nội dung của lời nói của mình. Cái lời nói của mình có mang tính chất thương yêu, giận hờn hay ganh tị hay không? Hai là cái tướng cái hình tướng cái cái tướng trạng của lời nói mình cái cấu trúc cái âm điệu của mình nó có dễ nghe có thể chuyển tải được cái thông điệp của mình muốn nói hay không và cái thứ ba nữa là cái dụng là hiệu năng của lời nói mình có áp dụng cái lời nói của mình có đúng với cái đối tượng mình cần chia sẻ ai không và cái điểm cuối cùng là cái thời gian mình có nói đúng lúc đúng chỗ hay không và trước khi chấm dứt cái, cái phần này thì phát nguyện Trinh chia sẻ một cái câu chuyện ngắt ngắn phật nguyện có một cái đứa cháu nó lớn lên ở bên tây phương và có một hôm nó thương mẹ nó lắm rất là thương mẹ nó và cháu không biết nói lời ái ngữ cháu không biết uh, chia sẻ như thế nào cháu, cháu ăn nói rất là vụng về thì hôm cháu đi thương rất là thương mẹ cháu mua một cái chùm nho nhật đem về cho mẹ ăn thì một cái chùm nho như vậy đó Thì mẹ đem về thì cháu nói đắt tiền lắm Mẹ mới hỏi là bao nhiêu Thì cháu mới nói là 80 đô Xong mẹ nói tại sao mà phải mua chi mà đắt dữ gì đem về cho mẹ ăn Thì cháu mới Tuốt ra một cái lời nói gọi là Ăn đi Mai mốt chết rồi Không có cơ hội đâu mà ăn <laughs> Mẹ ùa ra mẹ khóc Tổn thương Tổn thương mình thấy rõ rằng tình thương nó có đó. À, nó có đó. Nhưng mà nó thể hiện qua cái lời nói không dễ thương, không có ái ngữ. Xong rồi cái hỏi tại sao con nói những cái câu đó với mẹ như vậy. Con có thể nói một cách khác mà. Con chỉ nói sự thật mà. Con thương mẹ, con mua cho mẹ ăn mà mai mốt mẹ không còn sống được mẹ đâu có còn đó ăn, đâu mà ăn. Nói con có thể nói như thế này. Tuy nho nó đắt nhưng mẹ quý giá hơn nhiều Con có thể nói một cái lời nói như vậy Bây giờ mà con không mua cho mẹ ăn Thì mai mốt con đâu còn có cơ hội để mua cho mẹ ăn Thì đó là lời nói sự thật Đúng không? Đó là đúng giống với tâm trạng của con thôi Nhưng mà cái cách nói nó khác nhau thôi Đó, là cái cách mình thực tập ái ngữ Nó là như thế Giới thứ năm Nuôi dưỡng và trị liệu Ý thức được những khổ đau do sự tiêu thụ thiếu chánh niệm gây nên con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm nuôi dưỡng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ con nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm là đoàn thực xúc thực tư niệm thực và thức thực để tránh tiêu thụ những thực phẩm độc hại con nguyện không uống rượu không sử dụng các chất ma túy không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phẩm nào có độc tố trong đó có mạng lưới toàn cầu phim ảnh truyền thanh, truyền hình, sách báo, bài bạc và chuyện trò. Con nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con và xung quanh con, mà không để cho tiếc nuối và ưu sầu kéo con trở về quá khứ, không để lo lắng và sợ hãi kéo con đi về tương lai. Con nguyện không tiêu thụ chỉ để khỏa lấp khổ đau, cô đơn và lo lắng trong con. Con nguyện nhìn sâu vào tự tính tương quan, tương duyên của vạn vật để học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm con, trong xã hội và trong môi trường sự sống. Bây giờ trong cái uh, giới thứ năm đó, con chỉ nói được uh, về cái sự đoàn thực và xúc thực. Đoàn thực là những cái thức ăn mình đưa vào cơ thể của mình. À, bằng miệng của mình nó có lành mạnh hay không. Bây giờ cái điểm mà thứ ba mà con chim muốn thứ hai chia sẻ đó là xúc thực. Xúc thực là mình ăn những cái thực phẩm mình đưa vào bằng những cái giác quan bằng tai, bằng mắt, bằng cảm xúc chạm của mình. Mà mình đi tìm cái xúc cái xúc thực này đó là mình đi tìm những cái cảm giác mạnh. Cảm giác mạnh ở đây đó là mình dùng uống rượu, sử dụng ma túy dùng cái internet bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao mà mình phải có những cái nhu cầu cái nhu yếu mà mình muốn dùng có những cái cảm giác mạnh này tại chúng cho phát nguyện biết giùm em lý do tại sao chán dạ yeah. rồi còn ai nữa không gì curious, uh, tò mò Ừ. hồi nãy mình có chia sẻ rồi mình muốn khỏa lấp là bởi vì mình có cái trống vắng những cái cô đơn ở trong con người của mình thành ra mình muốn đi tìm những cái cảm giác mạnh này, này. mình muốn uống rượu mình muốn này vân vân để mình khỏa lấp đó trong một cái khóa tu ở bên anh có một lần tăng thân đi qua đó tổ chức có một trong một buổi pháp đàm có một bác sĩ một thiền sinh người này là bác sĩ và bác sĩ nói như thế này mấy ngày nay những cái gì tôi nghe tôi đều chấp nhận hết Tôi đều chấp nhận hết Và tôi thấy rất hay Và tôi thấy nó không có chống Trái với những gì tôi đang sống Giống như là niềm tin Tôn giáo của tôi Người này là có tôn giáo bản Thiên Chúa Giáo Nhưng mà có một điều tôi không đồng ý Đó là không uống rượu Tôi là một bác sĩ Và tôi hiểu rất rõ lý do tại sao Rượu nó tốt cho mình. Nếu một ngày mình uống một ly rượu vang thôi á, thì nó rất tốt cho tim mạch của mình. Thành ra nếu như tôi thọ cái giấy này thì tôi không có uống cái ly rượu này. Thành ra tôi thấy tôi hoàn toàn không đồng ý. Thành ra đối với tôi nếu như mà tôi nhận những cái giấy khác mà tôi không nhận giấy này có được hay không? Thì quý thầy mới chia sẻ rằng là được. Chú có thể nhận bất cứ cái giấy nào, chú nào mà chú sẵn sàng chú nhận. Những giấy khác chú chưa sẵn sàng thì không cần. Nhưng mà chỉ có đòi hỏi một điều Khi chú uống rượu, chú hút một ly thuốc Thì cái ly rượu chú cầm nó lên uống như thế nào Nó phải có chánh niệm ở trong đó Chỉ nói như thế thôi Sau khi 6 tháng sau, 6, 7 tháng sau Sau khóa tu đi về lại làng Thì chú viết một cái lá thơ như thế này Bây giờ tôi hiểu rõ lý do Tại sao mà thầy nói là Ok để uống Nhưng uống như thế nào để có chánh niệm Bây giờ tôi cầm cái ly rượu đó lên tôi ý thức được rằng là trong bao nhiêu năm, 17 năm qua khi tôi uống rượu vô tình một ngày một ly rượu vang chứ một cái buổi ăn chiều, ăn tối với gia đình tôi tôi vô tình tôi tưới tẩm cái đứa con trai nhỏ của tôi về ok uống rượu. Tại vì khi mà nó lớn lên cái thằng bé 17 tuổi bây giờ nó bị nghiện rượu. Khi mà nó đi học thì nó bị áp lực của bạn bè con trai mà mày uống một chút đi à nếu mà con trai mà không uống yếu ớt quá phải uống nó bị áp lực chỉ uống một chút thôi uống một ly thôi thì lúc ban đầu thì bị áp lực thì cũng ok uống một ly uống ấy nhưng rồi vô tình mà con nít mà nó đâu có đủ niệm nó đâu có biết dừng thì tiền dần, dần 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 cái áp lực nó sẽ trở thành một cái thói quen một ly không dừng thì hai ly ba ly nó sẽ xảy ra để tiếp tục cái sự nghiện ngập và bác mới chia sẻ rằng tôi sẽ đưa cháu về làng để thực tập để thọ luôn cái giới này bây giờ trở lại mình nói rằng là có người nói rằng là con thấy là thọ cái giới này con thấy nó cũng hay đó nhưng mà trong cái công việc kinh doanh của con con đi ra ngoài xã giao với bạn bè khi mà con thọ giới này con có được quyền được uống hay không ừ. thì có một người bạn ngồi kế bên trong cái bữa anh chàng đã đặt câu hỏi thì cái người bạn nó kia chia sẻ như thế này ngày xưa chưa thọ giới đó thì mình uống xả láng bây giờ mình thọ giới rồi thì mình uống xả dao tại chúng thấy có ok hay không ừ. có nhiều người ấy tai nhưng mà khi mà xong lắng nghe Thầy mới chia sẻ lắng nghe thấy rất là rất là rất là, rất là thương ông nguyễn mới chia sẻ rằng nếu như mình uống có chánh niệm khi mà mình đi dự tiệc dự gì đó mà có người ta hỏi mình trong cái vấn đề xã giao đó thì mình chỉ cần khéo léo mình chia sẻ rằng là tôi không uống rượu và tôi rất biết ơn nếu cho anh cho tôi một ly nước lọc hoặc một nước một ly trái cây. Mình chia sẻ như thế mình đang dạy bằng cái sự thực tập cái thân giáo của mình. Mình không đè ép ai, anh cứ uống, tôi làm cái phần tôi. À, đó. nếu như thế thì tự nhiên mình không còn bị áp lực hấp gì hết. Thầy phát nguyện xin tới đây, đây phát nguyện xin đúc kết lại là chúng ta tu học là để có hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không phải đi về cái phía của dục lạc phía có tiền tài, danh vọng, sắc dục mà nó là cái hướng của hạnh phúc, của an lạc, của bình an. Và những cái chất liệu này phải làm được bằng nhìn sâu vào để có hiểu, có thương. Mà năm giới chính là tình thương đó. Thương có nghĩa là hiểu, là bảo vệ, đã mang lại cái niềm vui cho đối tượng của mình thương. Người đó là chồng, là vợ, hay là con cái của mình. Thành ra mình hành trì năm giới này là mình thực hiện được cái tình thương. Chúng ta bảo vệ cho mình và chúng ta bảo vệ cho người thương của mình. Ai cũng có khả năng sống hạnh phúc hết. Và sư ông làng mai dạy mình sống hạnh phúc nó là một cái đức hạnh. Mà một cái đức hạnh cao quý nhất hơn tất cả tất cả các đức hạnh khác. Người nào có cái khả năng sống hạnh phúc là người đó có cái giá trị rất cao. Khi mình sống có hạnh phúc, dĩ nhiên mình sẽ làm cái nguồn cảm hứng cho những cái người khác. Mỗi một cái mụ cười, mỗi cái mỗi ánh mắt, mỗi cái lời nói, mỗi cái cử chỉ của mình, mỗi cái bước chân của mình nó tỏ được cái sự hạnh phúc, cái sự thảnh thơi của mình. Thì đó là cái cách sống của mình, cách sống hạnh phúc của mình đó là cái gia tài mà mình có để lại cho con cho cháu của mình cũng như là cho thế hệ tương lai của mình thành ra đây là cái cơ hội để cho mình nhìn lại mình có muốn đi theo cái hướng này hay không mình muốn sống như thế nào để mình có thể để lại cái di sản tinh thần cho con cháu của mình mình phải nhớ rằng khi mình không thực tập mình không chuyển hóa được những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái thói quen của mình. Mình sẽ tiếp tục trao truyền cho con, cho cháu của mình. Thì cái câu hỏi được đặt ra, mình muốn trao truyền cái gì? Và năm giới, đó là cái câu trả lời cho mình.